Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 461, không nhịn được thì đánh. Người đi đầu có phong thái nổi bật, dáng vẻ uyển chuyển, dù khoảng cách khá xa nhìn không rõ dung mạo, nhưng với dáng người thế này thì dung mạo chắc chắn không thể xấu được. Đám người như Bính Thuận từ xa ngó lại mà mặt biến sắc, dáng vẻ thấp thỏm không yên. He he, cũng không tệ, người đến là một mỹ nhân. Lý Vô Ưu cưỡi trên lưng con huyết long mã ngóng mắt về phía xa, khẽ mỉm cười. Ngưu Bính Thuận mặt nhăn nhó khổ sở nói, không tệ. Bà Trần đó tính tình kiêu căng lạnh lùng, trước giờ luôn tỏ vẻ khinh người, lần nào đến cũng tìm mọi cách bới lông tìm vết. Đám đệ tử của Thảo Mộc Phong người nào cũng sợ nàng ta, ai nhìn thấy cũng khiếp vía. Lý Vô Ưu tặc lưỡi nói, lai lịch thế nào? Ngưu Bính Thuận giải thích, Liễu Nguyệt, nhà đầu của Liễu gia ở Đế Đô, có hiểu biết rất cao trên phương diện luyện dược. Kiếm Các rất coi trọng nàng ta, tuổi còn trẻ mà đã để cho nàng ta nhậm chức ở Thảo Mộc Đường, người nghĩ mà xem, như thế thì có lai lịch gì? Lâm Nhất lúc này mới sáng tỏ, đừng thấy Thảo Mộc Đường này trông có vẻ soàng xĩnh nhưng được quản lý cả một đồng thuốc rộng lớn như vậy. Chỉ luận về độ béo bở thì ngoài đan dược điện trực thuộc Thảo Mộc Phong ra, chẳng có mấy nơi nào sánh được bằng. Nói nhỏ thôi, có người đến. Tổng cộng có 5 người, một nữ 4 nam, người nữ đại khái 16-17 tuổi. Làn da trắng nõn nà như ngọc, ngũ quan xinh đẹp, trang dung tinh tế, thần thái nơi đầu mày đầy vẻ cao ngạo, dáng người phảng phất nét hiên ngang mạnh mẽ. Tu vi thế mà cũng không thấp, cảnh giới huyền võ tầng 2, so với Lâm Nhất thì cao hơn một cảnh giới nhỏ. Hai bên trái phải có 4 người, tuổi tác lớn hơn một chút, khoảng 26-27 tuổi. Tu vi đại khái ở cảnh giới huyền võ tầng thứ 6. Tuổi tác như vậy, chắc chắn không phải là đệ tử, nhìn khí chất cũng không giống như tạp dịch. Lâm Nhất trước đó từng nghe nói, bên trong Lăng Tiêu Kiếm Các một khi đã qua độ tuổi đào tạo mà muốn tiếp tục ở lại kiếm các, những người có lai lịch có quan hệ thì sẽ đi nhậm chức ở các điện vũ, mà những người có năng lực cao cường thậm chí có thể trở thành giáo tập trưởng lão. Người không có bối cảnh không có năng lực thì chỉ có thể giống như đám người Ngưu Bính Thuật, phân đến các nơi để làm việc nặng. Gặp qua Liễu chấp sự. Người vừa đến, nhóm người Ngưu Bính Thuận chắp tay hành lễ, thái độ cung kính. Lý Vô Ưu cảm thấy có chút không ổn, định xoay người xuống ngựa hành lễ. Nhưng ai ngờ được, đầu mày của Liễu Nguyệt nhíu lại đầy vẻ tức giận, vung tay lên quật một roi thật căng về phía hắn. Một tiểu cô nương trông đến là dịu dàng, không ngờ tính khí lại nóng nảy như vậy, Lâm Nhất khẽ ngẩn ra. Lúc muốn ra tay hỗ trợ thì đã không kịp nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chát. Cây roi quất thẳng lên lưng Lý Vô Ưu, quật hắn ta ngã lăn ra đất, trên lưng đau rát như sát ớt. Ngươi làm gì đó? Lý Vô Ưu lập tức nổi nóng, xoay người bật dậy khỏi mặt đất liền chuẩn bị động thủ. Mặt Lâm Nhất lạnh te ngăn hắn ta lại. Trên Thảo Mộc Phong này toàn những kẻ coi trời bằng vung, Liễu Nguyệt có thể ở đây ngang ngược thế này, chắc chắn là do có người chống lưng. Chưa nói đến là ai, chỉ xét đến 4 hộ vệ của Thảo Mộc Đường phía sau nàng ta thôi cũng đã đủ để hai người họ không đánh lại được rồi. Nếu như động thủ thật, bọn họ cũng chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Muốn chết không, thân mang tội, gặp Liễu chấp sự không những không hành lễ mà còn cưỡi trên lưng ngựa, người còn muốn để cho Liễu chấp sự hành lễ với người nữa à? Liễu Nguyệt lạnh mặt không nói gì, người bên cạnh nàng ta thì sẵn giọng quát. Ha ha, mấy vị đại nhân từ xa tới, đừng nổi nóng. Đây là đệ tử mới đến, vẫn chưa hiểu quy củ, đừng giận đừng giận. Ngưu Bính Thuận thấy vậy vội vàng bước lên trước, lấy từ trong túi trữ vật ra một ít linh ngọc, lần lượt dâng lên cho mấy người nọ. Mấy người nhận lấy linh ngọc thì sắc mặt cũng khẽ hòa hoãn lại, khom lưng nói, Liễu chấp sự, ngài xem xử lý người này thế nào. Thần sắc Liễu Nguyệt lạnh nhạt, hờ hững nói, người của Thảo Mộc Phong mà biết quy tắc lễ nghĩa thì mới là việc lạ. Mau đi kiểm tra một lượt, nơi này ta không muốn ở lâu. Ngươi, cách xa ta ra chút. Nhìn về phía Ngưu Bính Thuận, Liễu Nguyệt khẽ bịt mũi, trong ánh mắt xẹt qua vẻ khinh ghét. Thần sắc Ngưu Bính Thuận khẽ sượng sùng, ngày nào cũng gánh phân nên cả người hôi hám, có tắm thế nào cũng chẳng sạch. Vội vàng tránh sang một bên không dám sớ dỡ ở lại cho người ta ngứa mắt. Tuân mệnh, lập tức có hai thanh hiên hộ vệ khai triển thân pháp, tay nắm sổ theo dõi dược liệu, bắt đầu kiểm tra một cách nhanh chóng. Lâm Nhất kéo Lý Vô Ưu đứng sang một bên, nhìn vết thương trên lưng hắn ta. Một roi kia của Liễu Nguyệt đúng là ác, Lý Vô Ưu lại chẳng hề có chút phòng bị nào nên trên người đã rách thịt chảy máu. Con nhóc này, thật đáng ghét,
coi ta như là chó lợn. Vô duyên vô cớ phải chịu một roi khiến Lý Vô Ưu nghiến răng ken két. Lâm Nhất khẽ giọng nói, cố chịu trước đã, bên cạnh người này toàn là cao thủ huyền võ tầng 6. Ta biết. Lý Vô Ưu khẽ than, khi biết được bây giờ không phải lúc để nổi giận thì chẳng cần thiết phải sốc nổi nữa. Khóe mắt đột nhiên giật một cái, nhíu mày nói, nữ nhân này muốn làm gì? Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Liễu Nguyệt đang đánh giá huyết long mã, không ngừng gật gù. Huyết long mã đã đạt đến cảnh giới huyền võ, tư thế cực kỳ oai hùng, da lông suôn mượt như máu, lấp lánh phát sáng. Dưới ánh nắng chiếu rọi, sáng loà như một tia sáng màu máu vụt qua, một sừng ngay trước trán càng tôn lên khí thế bá đạo. Dáng vẻ bây giờ so với lúc trước đã khác biệt hoàn toàn. Qua đó xem sao. Hai người xa sầm mặt quay trở về. Liễu chấp sự, số lượng giống với tháng trước, dược liệu không hề bị tổn thất, chăm sóc khá tốt. Hai thanh niên đi kiểm tra xong quay lại, cung kính bẩm báo lại kết quả, Liễu Nguyệt vẫn nhìn huyết long mã chẳng thèm ngẩng đầu, hờ hững nói, quy tắc cũ. He he, chúng ta hiểu quy tắc. Ngưu Bính Thuận xông vào trong căn nhà lá, sau một hồi lục lọi liền rút ra một cái túi chữ vật dâng lên. Đây là dược liệu bị hư tổn tự nhiên của tháng này, ngài xem qua một chút, đều là những dược liệu hơn trăm năm tuổi trở lên, ít nhất vẫn còn 8 phần dược tính. Thanh niên kiểm đếm một lượt trong túi chữ đồ, nhìn về phía Liễu Nguyệt nói, số lượng không có sai sót. Chương 462, tu hành là gì? Còn Lâm Nhất nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thập tam gia, cũng không thể tiết lộ bí mật ở đó. Hân Nghiên cười nhẹ, không nói cũng không sao, ta cũng không có ý định đến đó. Ngoài những nơi ta đã nói ở trên, Lăng Tiêu Kiếm Các còn có một đoàn thể khá đặc biệt, đó là Hội Đồng Minh. Hội Đồng Minh? Đúng vậy, đó là tổ chức đồng minh do các đệ tử thành lập. Chẳng hạn như Vương Diễm, hắn là phó minh chủ của Liên Minh Quân Tử. Hội này tập hợp được một nhóm đệ tử ưu tú, có thực lực tổng thể mạnh nhất trong số hơn 10.000 hội đồng minh ở Kiếm Các. Xì, thằng chó này gọi Liên Minh Quân Tử mà không biết ngại à? Làm bẩn hai chữ quân tử, đúng là không biết xấu hổ. Lý Vô Ưu mắng một câu, hắn ta khá có định kiến về Vương Diễm. Lâm Nhất hỏi, Hân Nghiên sư tỷ chắc cũng có đồng minh nhỉ? Đương nhiên rồi, ta là phó minh chủ của Lạc Già Sơn, minh chủ không quản lý sự vụ nên Lạc Già Sơn hầu hết đều do ta phụ trách. Lần này ta đến để mời các ngươi gia nhập Lạc Già Sơn chúng ta, các ngươi có ý kiến gì không? Tất nhiên Lâm Nhất và Lý Vô Ưu sẽ không có ý kiến. Địa vị của Lạc Già Sơn ở Lăng Tiêu Kiếm Các chắc chắn không thấp, hơn nữa Hân Nghiên sư tỷ đã ra tay giúp hai người họ rất nhiều lần. Đắc tội Liên Minh Quân Tử của Vương Diễm, có lẽ họ cũng không còn nơi nào để đi. Về tình về lý đều nên gia nhập Lạc Già Sơn. Hi hi, nào, tỷ tỷ đưa các ngươi đến đó. Hân Nghiên xoay người lại, lấy huy hiệu Lạc Già Sơn ra đeo vào tay hai người. Trên chiếc huy hiệu bằng ngọc được khắc một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi có một thanh kiếm cổ cắm thẳng. Đây chính là biểu tượng của Lạc Già Sơn. Phạch phạch. Một lát sau, kiếm điêu hạ cánh, Hân Nghiên dẫn hai người đến nơi dành cho đệ tử mới ở. Nhìn lướt qua toàn là những ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ và lụp sụp. Ngoại trừ linh khí dồi dào, không khí trong lành thì không có điểm tốt nào khác. Nhưng Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đều không kén chọn bừa hai căn phòng để ở. Đây là tiêu vân lệnh của các ngươi. Một tháng trước, sau khi các ngươi đi, Cửu Tinh tranh bá đã khởi động lại nên thành tích của cả hai bằng không, tiêu vân lệnh tạm thời là linh phẩm thấp nhất. Hai tấm lệnh bài làm bằng sắt đen phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trong tay hai người. Các ngươi phải nhớ, để được nâng cao quyền lợi cá nhân trong tông môn nhất định phải tăng phẩm cấp tiêu vân lệnh, nếu không thì chẳng những không đi được đâu mà quyền lợi cũng ít đến đáng thương. Ví dụ như tứ đại bảo địa, ngoại trừ đài vạn kiếm thì lầu vân kiếm, núi mai kiếm và gác hồn kiếm đều yêu cầu tiêu vân lệnh ít nhất là tam phẩm. Hân Nghiên tạm dừng rồi nói tiếp, cả huyền võ điện, các ngươi chỉ có thể chọn mấy công pháp thừa thãi thấp kém ở tầng 1. Lý Vô Ưu vội vã hỏi, vậy phải làm sao để tăng phẩm cấp? Chỉ có một cách là đến điểm công đức để quy đổi công đức. Hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cũng được thưởng công đức, sử dụng linh ngọc cũng có thể quy đổi công đức. Vào Lăng Tiêu Kiếm Các mới chỉ là bước đầu tiên, các ngươi vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Hân Nghiên mỉm cười nói, cho hai người một ánh mắt cổ vũ. Linh ngọc là một loại bảo thạch được luyện hóa từ tạp chất trong linh thạch sau đó chế tạo bằng sức mạnh tinh thần, có phẩm cấp khác nhau. Nó được coi là đơn vị tiền tệ thông dụng giữa các võ giả không chỉ ở Đại Tần Đế Quốc mà trên toàn Nam Hoa cổ vực. Lâm Nhất và Lý Vô Ưu nghèo rất mùng tơi,
tạm thời không thể đi theo con đường quy đổi công đức dựa vào linh ngọc được. Không phải không có cách khác, trong Lăng Tiêu kiếm các còn có ba bảng thiên, địa, nhân, các ngươi cũng có thể thu thập công đức bằng cách tranh hạng. Ta sẽ không nói cụ thể, các ngươi tự tìm hiểu đi. Nói xong, Hân Nhiên không ở lại, lên lưng kiếm điêu đi ngay. Lý Vô Ưu lưu luyến nhìn theo, hồi lâu sau mới rời mắt. Đại ca, huynh định đi đâu? Sau một lát nghỉ ngơi, Lý Vô Ưu hào hứng hỏi. Hai người rời khỏi Thảo Mộc Đường, nhận được Tiêu Vân lệnh thì coi như đã chính thức trở thành đệ tử kiếm các, muộn hơn một tháng so với những người khác. Lâm Nhất trả lời, Đan Dược Điện và Đài Vạn Kiếm, ta vẫn chưa quyết định nên đi đâu trước, hai chỗ này đều phải tới một chuyến. Lý Vô Ưu tiếp lời, vậy ta sẽ đến Công Đức Điện trước để hỏi thăm cách tăng phẩm cấp Tiêu Vân lệnh. Trong số những người mới có ai hơn hai chúng ta đâu. Thế mà chúng ta chỉ mới linh phẩm, mất mặt quá. Bàn bạc một hồi, hai người chia nhau ra đi. Lý Vô Ưu tới Công Đức Điện để tìm hiểu cách tăng phẩm cấp Tiêu Vân lệnh, Lâm Nhất thì đến Đan Dược Điện và Đài Vạn Kiếm. Trước khi đi, Lâm Nhất dặn Lý Vô Ưu lúc về nhớ dẫn Huyết Long Mã theo. Kiếm điêu chở hai người đi nhanh quá nên không thể đưa Huyết Long Mã theo cùng. Bốn tên hộ vệ Thảo Mộc Đường đã bị Hân Nhiên sư tỷ làm cho sợ hãi, một ả Liễu Nguyệt không làm gì được Huyết Long Mã. Thật ra bản thân Lâm Nhất cũng không lo lắng cho sự an toàn của Huyết Long Mã, chủ yếu vì con ngựa ngốc này ở gần Lý Vô Ưu lâu quá, nó không chỉ ngốc mà còn thích đi lung tung, hắn sợ nó sẽ gây ra phiền phức gì đó. Hi hi, yên tâm đi, không cần huynh nói ta cũng biết mà. Lý Vô Ưu vỗ ngực tỏ ý không cần lo lắng, cứ giao chuyện Huyết Long Mã cho hắn ta. Tiểu tử này, sao ta cứ cảm thấy không yên tâm nhỉ? Lâm Nhất cười khổ, lắc đầu đi xuống chân núi. Trong Lăng Tiêu kiếm các, khắp nơi đều có phong cảnh, đâu đâu cũng có thể thấy đệ tử tu hành, còn có rất nhiều trưởng lão đang giảng bài, học trò bốn phương ngồi dưới đất chăm chú lắng nghe. Bầu không khí trong tông môn rất hài hòa. Chiếc áo tù trên người Lâm Nhất đã sớm đổi thành trang phục của Lăng Tiêu kiếm các, trên đường đi có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào hắn. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy những câu như chính hắn đã giết Phương Ninh trong Cửu Tinh tranh bá. Có vẻ như phong ba một tháng trước có ảnh hưởng rất lớn, khiến Lâm Nhất vừa vào kiếm các đã trở thành người nổi tiếng. Chương 463, Khô Vân Đại Sư. Người đi đầu có phong thái nổi bật, dáng vẻ uyển chuyển, dù khoảng cách khá xa nhìn không rõ dung mạo, nhưng với dáng người thế này thì dung mạo chắc chắn không thể xấu được. Đám người Ngưu Bính Thuận từ xa ngó lại mà mặt biến sắc, dáng vẻ thấp thỏm không yên. He he, cũng không tệ, người đến là một mỹ nhân. Lý Vô Ưu cưỡi trên lưng con Huyết Long Mã ngóng mắt về phía xa, khẽ mỉm cười. Ngưu Bính Thuận mặt nhăn nhó khổ sở nói, không tệ. Bà chằn đó tính tình kiêu căng lạnh lùng, trước giờ luôn tỏ vẻ khinh người, lần nào đến cũng tìm mọi cách bới lông tìm vết. Đám đệ tử của Thảo Mộc Phong người nào cũng sợ nàng ta, ai nhìn thấy cũng khiếp vía. Lý Vô Ưu tặc lưỡi nói, lai lịch thế nào? Ngưu Bính Thuận giải thích, Liễu Nguyệt, nhà đầu của Liễu gia ở Đế Đô, có hiểu biết rất cao trên phương diện luyện dược. Kiếm các rất coi trọng nàng ta, tuổi còn trẻ mà đã để cho nàng ta nhậm chức ở Thảo Mộc Đường, người nghĩ mà xem, như thế thì có lai lịch gì? Lâm Nhất lúc này mới sáng tỏ, đừng thấy Thảo Mộc Đường này trông có vẻ soàng xĩnh nhưng được quản lý cả một đồng thuốc rộng lớn như vậy. Chỉ luận về độ béo bở thì ngoài Đan Dược Điện trực thuộc Thảo Mộc Phong gia, chẳng có mấy nơi nào sánh được bằng. Nói nhỏ thôi, có người đến. Tổng cộng có 5 người, một nữ 4 nam, người nữ đại khái 16-17 tuổi. Làn da trắng nõn nà như ngọc, ngũ quan xinh đẹp, trang dung tinh tế, thần thái nơi đầu mày đầy vẻ cao ngạo, dáng người phảng phất nét hiên ngang mạnh mẽ. Tu vi thế mà cũng không thấp, cảnh giới huyền võ tầng 2, so với Lâm Nhất thì cao hơn một cảnh giới nhỏ. Hai bên trái phải có 4 người, tuổi tác lớn hơn một chút, khoảng 26-27 tuổi. Tu vi đại khái ở cảnh giới huyền võ tầng thứ 6. Tuổi tác như vậy, chắc chắn không phải là đệ tử, nhìn khí chất cũng không giống như tạp dịch. Lâm Nhất trước đó từng nghe nói, bên trong Lăng Tiêu kiếm các một khi đã qua độ tuổi đào tạo mà muốn tiếp tục ở lại kiếm các, những người có lai lịch có quan hệ thì sẽ đi nhậm chức ở các điện vũ, mà những người có năng lực cao cường thậm chí có thể trở thành giáo tập trưởng lão. Người không có bối cảnh không có năng lực thì chỉ có thể giống như đám người Ngưu Bính Thuật, phân đến các nơi để làm việc nặng. Gặp qua Liễu chấp sự. Người vừa đến, nhóm người Ngưu Bính Thuận chắp tay hành lễ, thái độ cung kính. Lý Vô Ưu cảm thấy có chút không ổn, định xoay người xuống ngựa hành lễ. Nhưng ai ngờ được,
Đầu mày của Liễu Nguyệt nhíu lại đầy vẻ tức giận, vung tay lên quật một roi thật căng về phía hắn. Một tiểu cô nương trông đến là dịu dàng, không ngờ tính khí lại nóng nảy như vậy, Lâm Nhất khẽ ngẩn ra. Lúc muốn ra tay hỗ trợ thì đã không kịp nữa. Chát! Cây roi quất thẳng lên lưng Lý Vô Ưu, quật hắn ta ngã lăn ra đất, trên lưng đau rát như sát ớt. Ngươi làm gì đó? Lý Vô Ưu lập tức nổi nóng, xoay người bật dậy khỏi mặt đất liền chuẩn bị động thủ. Mặt Lâm Nhất lạnh te ngăn hắn ta lại. Trên thảo mộc phong này toàn những kẻ coi trời bằng vung, Liễu Nguyệt có thể ở đây ngang ngược thế này, chắc chắn là do có người chống lưng. Chưa nói đến là ai, chỉ xét đến bốn hộ vệ của thảo mộc đường phía sau nàng ta thôi cũng đã đủ để hai người họ không đánh lại được rồi. Nếu như động thủ thật, bọn họ cũng chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Muốn chết không, thân mang tội, gặp Liễu chấp sự không những không hành lễ mà còn cưỡi trên lưng ngựa. Ngươi còn muốn để cho Liễu chấp sự hành lễ với ngươi nữa à? Liễu Nguyệt lạnh mặt không nói gì, người bên cạnh nàng ta thì sẵn giọng quát. Ha ha, mấy vị đại nhân từ xa tới, đừng nổi nóng. Đây là đệ tử mới đến, vẫn chưa hiểu quy củ, đừng giận đừng giận. Ngưu Bính Thuận thấy vậy vội vàng bước lên trước, lấy từ trong túi trữ vật ra một ít linh ngọc, lần lượt dâng lên cho mấy người nọ. Mấy người nhận lấy linh ngọc thì sắc mặt cũng khẽ hòa hoãn lại. Khom lưng nói, Liễu chấp sự, ngài xem xử lý người này thế nào. Thần sắc Liễu Nguyệt lạnh nhạt, hờ hững nói, người của Thảo Mộc Phong mà biết quy tắc lễ nghĩa thì mới là việc lạ. Mau đi kiểm tra một lượt, nơi này ta không muốn ở lâu. Ngươi, cách xa ta ra chút. Nhìn về phía Ngưu Bính Thuận, Liễu Nguyệt khẽ bịt mũi, trong ánh mắt xẹt qua vẻ khinh ghét. Thần sắc Ngưu Bính Thuận khẽ sượng sùng, ngày nào cũng gánh phân nên cả người hôi hám, có tắm thế nào cũng chẳng sạch. Vội vàng tránh sang một bên không dám sớ dỡ ở lại cho người ta ngứa mắt. Tuân mệnh, lập tức có hai thanh hiên hộ vệ khai triển thân pháp, tay nắm sổ theo dõi dược liệu, bắt đầu kiểm tra một cách nhanh chóng. Lâm Nhất kéo Lý Vô Ưu đứng sang một bên, nhìn vết thương trên lưng hắn ta. Một roi kia của Liễu Nguyệt đúng là ác, Lý Vô Ưu lại chẳng hề có chút phòng bị nào nên trên người đã rách thịt chảy máu. Con nhóc này, thật đáng ghét, coi ta như là chó lợn. Vô duyên vô cớ phải chịu một roi khiến Lý Vô Ưu nghiến răng ken két. Lâm Nhất khẽ giọng nói, cố chịu trước đã, bên cạnh người này toàn là cao thủ huyền võ tầng 6. Ta biết. Lý Vô Ưu khẽ than, khi biết được bây giờ không phải lúc để nổi giận thì chẳng cần thiết phải sốc nổi nữa. Khóe mắt đột nhiên giật một cái, nhíu mày nói, nữ nhân này muốn làm gì? Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Liễu Nguyệt đang đánh giá huyết long mã, không ngừng gật gù. Huyết long mã đã đạt đến cảnh giới huyền võ, tư thế cực kỳ oai hùng, da lông suôn mượt như máu, lấp lánh phát sáng. Dưới ánh nắng chiếu rọi, sáng loà như một tia sáng màu máu vụt qua, một sừng ngay trước trán càng tôn lên khí thế bá đạo. Dáng vẻ bây giờ so với lúc trước đã khác biệt hoàn toàn. Qua đó xem sao. Hai người xa sầm mặt quay trở về. Liễu chấp sự, số lượng giống với tháng trước, dược liệu không hề bị tổn thất, chăm sóc khá tốt. Hai thanh niên đi kiểm tra xong quay lại, cung kính bẩm báo lại kết quả, Liễu Nguyệt vẫn nhìn huyết long mã chẳng thèm ngẩng đầu, hờ hững nói, quy tắc cũ. He he, chúng ta hiểu quy tắc. Ngưu Bính Thuận xông vào trong căn nhà lá, sau một hồi lục lọi liền rút ra một cái túi trữ vật dâng lên. Đây là dược liệu bị hư tổn tự nhiên của tháng này, ngài xem qua một chút, đều là những dược liệu hơn trăm năm tuổi trở lên, ít nhất vẫn còn 8 phần dược tính. Thanh niên kiểm đếm một lượt trong túi trữ đồ. Nhìn về phía Liễu Nguyệt nói, số lượng không có sai sót. Chương 464, là đại sư sai rồi. Khô Vân đại sư dù gì cũng có chút bản lĩnh nên quá trình luyện chế đại huyền đan vô cùng thuận lợi. Mỗi một lò đều thành công luyện chế được hơn 10 viên đại huyền đan, đồng thời còn tiện tay in linh văn cơ bản lên đó. Đại huyền đan là đan dược không thể thiếu khi tu luyện cảnh giới huyền võ. Nó gần giống với tiên thiên đan của cảnh giới tiên thiên. Có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với những người mới mở huyền mạch. Đáng tiếc, hơn trăm viên đại huyền đan cũng chỉ khiến Lâm Nhất liếc mắt nhìn một cái mà thôi. Thời gian 3 ngày này đối với hắn dài như 3 năm, một người làm hết việc của 5 người không nói, còn phải nhẫn nhịn chịu đựng sự dạy dỗ của Khô Vân đại sư, lần nào cũng lôi ra một đống đồ vứt đi mà còn coi như bảo bối. Được rồi, hôm nay bắt đầu luyện chế hỏa vân đan. Mới luyện chế được 100 viên đại huyền đan, Khô Vân đại sư đã vội vàng muốn luyện chế tiếp hỏa vân đan. Trên thực tế, cũng có liên quan đến Lâm Nhất. Vốn nghĩ rằng Lâm Nhất còn ở lại đây thêm vài ngày nữa mới đuổi đi được,
ai ngờ hắn lại khác biệt hẳn so với đám ăn hại kia. Sai bảo rất là thuận tay, một người mà còn có ích hơn cả 5 người cộng lại, hiệu suất luyện chế đan dược được nâng cao rõ rệt. Khiến ông ta nảy sinh suy nghĩ muốn thu nhận Lâm Nhất làm đồ đệ, kế thừa y bát của ông ta. Lâm Nhất mà biết được suy nghĩ thực sự của ông ta, chỉ sợ sẽ khóc không ra nước mắt, cái nơi như này hắn chẳng muốn ở lại thêm một phút nào. Không phải bởi vì sợ đắc tội đan dược điện thì hắn đã bỏ đi từ lâu rồi. Còn nhớ trình tự đan dược học thuộc lần trước không? Nhớ thì ta không cần phải nói lại nữa. Khô Vân đại sư chất dược liệu của Hỏa Vân đan thành đống, sau đó sai Lâm Nhất làm việc. Lâm Nhất đã nhận ra người này không đáng tin từ lâu, nếu đổi thành người khác, làm sao mà nhớ được trình tự của 3 ngày trước, lò đan không bị nổ mới có quỷ. Nổi lửa. Thần sắc Khô Vân đại sư nghiêm trọng quát lên một tiếng. Thò tay vào trong hộp linh ngọc, Lâm Nhất tiện tay bốc một vốc, ném hơn 10 viên vào trong lò nung. Vừa ném vừa tiếc nuối, linh ngọc này cho hắn có hơn không, chưa nói đến việc có thể dùng để tu luyện, chỉ cần dùng để nâng phẩm cấp của Tiêu Vân lệnh thôi cũng được. Ném hết vào trong lò để luyện chế Hỏa Vân đan, chẳng chóng thì chảy sẽ phát nổ. Linh ngọc được bỏ vào trong địa hỏa khiến nó cháy bùng lên bắn ra năng lượng tinh thần mạnh mẽ. Vẻ mặt của Khô Vân đại sư đầy hưng phấn nói, cho dược liệu vào, tuân theo tuần tự, phù quang thảo, bạch lan căn mỗi thứ 10 tổ, nhớ bỏ theo trọng lượng lúc đầu ta nói với ngươi, đừng có làm sai. Lâm Nhất nghe vậy vội vàng chạy qua cân đủ trọng lượng, chuẩn bị xong 10 tổ sau lại chạy đến bên lò ném hết dược liệu vào. Khô Vân đại sư đang khống chế địa hỏa, tập trung luyện chế. Nhanh, lấy cửu sắc linh dịch của bạch tàn hoa, nhanh tay lên. Không tệ, tăng thêm chút lửa. Đi sang phòng nhỏ lấy thêm một ít bột tân ngân, nhớ kỹ là bột tân ngân đừng nhầm thành bột tử ngân. Đại sư chỉ việc mở miệng sai bảo, còn Lâm Nhất thì chạy đến muốn gãy cả chân, mồ hôi đầm đìa chảy dọc sau lưng, mệt gần chết. Đợi mọi việc gần xong xuôi, Khô Vân đại sư lấy ra một thẻ ngọc lấp lánh ánh lửa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, bắt đầu chuẩn bị khắc linh văn. Lâm Nhất quệt mồ hôi, hắn biết giờ thì mình có thể thư giãn một chút rồi. Liếc mắt nhìn qua liền trông thấy Khô Vân đại sư đã trải ra một tấm giấy trắng lấp lánh linh quang. Rút mực yêu thú, đâm rách ngón tay để máu tươi hòa vào trong đó. Sau lại tiện tay lấy từ trong túi chữ đồ một chiếc bút pháp khí. Bộ dạng chỉnh trọng như vậy, Lâm Nhất biết ông ta sắp sửa vẽ linh văn cấp 1 sao. Còn về việc trộn tinh huyết của mình vào trong mực yêu thú là vì muốn làm cho linh văn cơ bản trở nên êm dịu hơn, khiến nó càng dễ bị khống chế hơn. Trong lòng Lâm Nhất đã đoán được từ trước, Khô Vân này là đại sư nửa mùa. Đại sư, trong mắt hắn, ông ta còn chẳng được tính là cấp nhập môn, so sánh với vị tiền bối trong Tuế Nguyệt Tâm Kinh kia thì đến tư cách sách xếp còn không có. Chỉ nhìn thấy Khô Vân vừa đối chiếu Hỏa Vân linh văn trên thẻ ngọc vừa cầm bút vẽ xuống. Trên trán đầm đìa mồ hôi, trông đầy vẻ căng thẳng. Trong lòng Lâm Nhất cười thầm, bộ dáng đại sư giờ trông hệt như đứa trẻ đang cầm bút học vẽ. Nguyệt ngoạc mô phỏng theo từng nét. Tốc độ không những chậm mà nét vẽ còn xấu điên. Lúc đầu khi hắn chưa từng tu luyện tuế nguyệt, việc vẽ theo linh văn cũng không đến mức phải vất vả thế này. Bây giờ thì lại càng khỏi phải nói. Khô Vân đại sư thấy Lâm Nhất đang nhìn mình vẽ linh văn, cũng chẳng quan tâm đến mồ hôi ròng ròng trên trán, trong lòng ông ta thầm cảm thấy được an ủi, trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó mở miệng nói, nhìn cho kỹ, học cho cẩn thận. Linh văn cấp 1 sao này ngươi chỉ cần học được chút xíu bên ngoài thôi cũng đủ để ngày sau ngươi tung hoành ở đan dược điện này rồi. Trong lòng Lâm Nhất cười nhạo, hắn chẳng muốn phí sức quan tâm đến ông ta nên đành quay đầu đi không nhìn nữa. Xong rồi. Vẻ mặt Khô Vân đại sư cực kỳ hưng phấn, hai mắt sáng long lanh, nâng tấm giấy trắng to như bức tranh chạy như bay về phía lò đan. Lâm Nhất quay đầu nhìn, mặt liền biến sắc, chân bị dọa cho nhũn cả ra. Chỉ thấy hoa văn dày đặc bao hàm sức mạnh khủng khiếp, giống như mấy cái móng gà bị nhồi nhét vào với nhau, tạo thành một tổ hợp hỏa vân linh văn siêu siêu vẹo vẹo. Trong linh văn cấp 1 sao, hoa văn hỏa vân được tạo thành từ hàng trăm hoa văn cơ bản, cực kỳ khó luyện chế, vô cùng hung hãn. Cái này nếu như bị ném vào trong lò đan, được đun luyện với nhiệt độ cực cao của địa hỏa thì hậu quả quá sức khủng khiếp. Đại sư, đừng! Lâm Nhất bị dọa cho mặt tái mét, muốn cất lời ngăn lại nhưng đã không kịp. Khô Vân đại sư gần như không thèm nghe, mở nắp lò đan ra liền ném đống hỏa vân linh văn bị nhồi nhét kia vào trong. Chương 465, gài bẫy Lâm Nhất.
Khô Vân đại sư tuy nóng tính nhưng lại có thực lực đứng đầu trong số các huyền sư một sao. Phá hủy bút linh văn của ông ta chẳng khác nào tát vào mặt Đan Dược Điện. Nếu nhẹ tay bỏ qua cho hắn, sau này thể diện của Đan Dược Điện còn biết để đâu. Vẻ mặt Lâm Nhất cực kỳ âm u, ả Liễu Nguyệt này thật độc ác, nhất quyết dồn hắn vào đường cùng. Đại sư đến rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, một bóng người vội vã chạy tới. Hồ Tinh Dương nhìn qua, thấy là Khô Vân đại sư thì lập tức cười nịnh nọt, đi tới nói, đại sư, chúng ta biết là do Lâm Nhất làm hỏng bút linh văn của ngài, đang chuẩn bị giam hắn lại làm nô dịch thử thuốc. Ngài yên tâm, Đan Dược Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cút đi. Nào ngờ Khô Vân đại sư không chút khách sáo đẩy Hồ Tinh Dương ra, đi thẳng về phía Lâm Nhất. Nhìn thấy khuôn mặt còn non nớt của Lâm Nhất, nỗi áy náy vô tận dâng lên trong lòng, Khô Vân đại sư quỳ phịch xuống đất, Lâm Nhất, là lỗi của đại sư. Không ai ngờ được Khô Vân đại sư lại quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất. Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương còn đang cười khẩy lập tức trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chuyện này, sao có thể? Lâm Nhất, đại sư có lỗi với ngươi. Khô Vân đại sư quỳ xuống khiến mọi người hết sức kinh ngạc, không chỉ Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương, ngay cả Lâm Nhất cũng giật mình. Một lát sau hắn mới hoàn hồn. Chắc hẳn Khô Vân đã nhìn thấy hỏa vân đan trên bàn, lão đại sư này nóng tính nhưng cũng thẳng tính. Mắng người thì tàn nhẫn như cứ dao vào người người ta, đã sai thì dứt khoát nhận lỗi, không hề ậm ừ. Dù vậy, Lâm Nhất cũng không nhận nổi cái quỷ gối này. Thật ra là vì hắn không biết linh văn hỏa vân có ý nghĩa như thế nào đối với Khô Vân. Đó là tâm nguyện cuối cùng của phụ thân ông ta, là mục tiêu mà ông ta không ngừng nỗ lực, phấn đấu cả đời để hoàn thành. Nhưng mọi thứ lại được hoàn thành một cách dễ dàng trong tay Lâm Nhất. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Nhất đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ta, nhưng ông ta lại trách lầm đối phương. Còn mắng Lâm Nhất xối xả. Ông ta thực sự rất áy náy, cái quỷ gối này có vẻ gây sốc nhưng chứa đựng những cảm xúc mà ông ta đã đè nén hơn 50 năm qua. Mọi cay đắng và đau đớn đều nằm trong đó. Đại sư mau đứng lên đi, Lâm Nhất không nhận nổi. Sau khi hoàn hồn lại, Lâm Nhất nhanh chóng bước tới đỡ Khô Vân đại sư đang run rẩy đứng lên. Sau khi đứng dậy, Khô Vân nhìn về phía Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương, cau mày bảo, Lâm Nhất, ta thề. Ta không tố giác chuyện ngươi làm hỏng bút linh văn của ta với Đan Dược Điện. Cây bút linh văn này vốn do ta làm hỏng, ta không thể tố giác ngược lại ngươi được. Soạt! Ông ta vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, chuyện gì thế này? Hồ Tinh Dương và Liễu Nguyệt nói Khô Vân đại sư muốn bắt Lâm Nhất lại để thẩm vấn, nhưng bây giờ ông ta không chỉ quỳ mà còn nói ra những lời này. Điều này khác nào cho hai người họ một bạt tai. Hoàng Phủ Tịnh Hiên nở nụ cười kỳ lạ, nhìn Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương lúng ta lúng túng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ha ha ha, hóa ra là hiểu lầm. Đại sư, chúng ta xin cáo từ trước. Thấy tình hình không ổn, Hồ Tinh Dương cười ha hả muốn bắt cho mình bậc thang đi xuống. Sau đó vội vàng bỏ đi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đâu dễ dàng như vậy được. Đứng lại cho ta. Lâm Nhất lạnh lùng quát, trầm giọng bảo, mọi chuyện chưa nói rõ ràng, Hồ chấp sự muốn đi đâu. Khô Vân đại sư nghi hoặc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nhất nhìn Liễu Nguyệt, bình tĩnh trả lời, ta có mâu thuẫn với nữ nhân này, nên Hồ chấp sự muốn dùng danh nghĩa của đại sư để giáng ta xuống thành nô dịch thử thuốc, còn bảo ai tới cũng vô dụng. Hoàng Phủ Tịnh Hiên bước tới nói, ta có thể làm chứng, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, vừa rồi Hồ chấp sự đã dùng danh nghĩa của đại sư. Khô Vân đại sư lập tức sầm mặt lại, quát lớn, Hồ Tinh Dương, ngươi không muốn làm chấp sự nữa phải không? Ai cho ngươi quyền hạn lớn như thế, vu oan một cách vô căn cứ cho ta? Chuyện này ta phải nói rõ ràng với mấy vị điện chủ. Hồ Tinh Dương hoảng sợ, địa vị của những chấp sự như ông ta vốn không bằng luyện dược sư. Ông ta còn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này. Một khi chuyện này lọt vào tai các điện chủ, ông ta sẽ khó tránh khỏi bị phạt. Dùng danh nghĩa của luyện dược sư làm sằng làm bậy, có lẽ tất cả luyện dược sư đều sẽ bất mãn về chuyện này, không ai dám cầu xin giúp ông ta. Không bỏ đá xuống giếng coi như đã nể tình ông ta rồi. Đại sư, xin hãy tha thứ cho ta. Phịch, Hồ Tinh Dương hoàn toàn sụp đổ, ông ta quỳ xuống xin tha, ta cũng không còn cách nào khác. Bây giờ ông ta hối hận xanh cả ruột, hoàn toàn không ngờ mối quan hệ giữa Lâm Nhất và Khô Vân đại sư lại thân thiết như vậy. Lâm Nhất cũng không bị đuổi ra ngoài như ông ta nghĩ.
Ngươi nói với Lâm Nhất đi. Khổ Vân đại sư lạnh mặt, không muốn đoái hoài gì tới ông ta. Lâm Nhất, lần này thật sự chỉ là một hiểu lầm, sau này ngươi đến đan dược điện, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi nữa. Hồ Tinh Dương lập tức nhìn sang Lâm Nhất, gần như sắp bật khóc. Lâm Nhất thầm cười khẩy trong lòng, lão già này còn có mặt mũi nói. Ba ngày trước ông ta làm khó dễ, cười nhạo hắn đủ điều, mọi thứ như vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhưng quả báo tới nhanh như vậy đấy. Bây giờ ông ta quỳ gối trước mặt Lâm Nhất xin tha cũng đã muộn. Chương 466, Linh Văn một sao hoàn mỹ. Nếu biết trước sẽ như thế thì việc gì phải làm vậy? Liễu chấp sự, ngươi nói một câu đi, Hồ Tinh Dương quỳ trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, lẽ ra ông ta không nên giúp Liễu Nguyệt. Ông ta vừa nói xong, Khổ Vân đại sư nổi giận, ngươi là chấp sự Thảo Mộc Đường, ai cho ngươi can đảm can thiệp vào chuyện của đan dược điện chúng ta? Liễu Nguyệt lập tức biến sắc, vẻ mặt nàng ta muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Nếu đổi thành những chấp sự Thảo Mộc Đường khác, họ hoàn toàn không có tư cách nói chuyện. Vừa gặp luyện dược sư một sao liền ngoan ngoãn, ăn nói khép nép. Thảo Mộc Đường trực thuộc dưới quyền của đan dược điện. Nhưng Liễu Nguyệt thì khác, phụ thân nàng ta là đại thống lĩnh Thần Sách Doanh, đại tướng quân Phi Long uy trấn đế đô. Nàng ta sầm mặt, lạnh lùng nói, Khổ Vân đại sư, chuyện của ta vẫn chưa tới lượt ông nhúng tay. Ta cảnh cáo ông, tốt nhất ông đừng xen vào chuyện giữa ta và Lâm Nhất. Hồ chấp sự, cứ đứng dậy nói, chuyện này ta sẽ đích thân đi nói rõ ràng với Tam Điện Chủ. Mọi người lập tức biến sắc, à Liễu Nguyệt này đúng là gan to bằng trời, không ngờ nàng ta dám uy hiếp một luyện dược sư. Dù đang ở trước mặt mọi người, nàng ta cũng không nể mặt, không thèm nói lý. Nhưng nghĩ lại, đúng thật nàng ta cũng có quyền lên tiếng ở đan dược điện, nếu không thì Hồ Tinh Dương đã không nghe theo lệnh của nàng ta. Hồ Tinh Dương thở phào, đứng dậy chắp tay nói, đại sư, sau này Hồ Mỗ sẽ cho ngài một lời giải thích về chuyện này. Liễu Nguyệt dám đắc tội Khổ Vân đại sư nhưng ông ta thì không, trừ phi sau này ông ta không còn ở đan dược điện nữa. Nét mặt Khổ Vân hơi khó coi, không ngờ Liễu Nguyệt lại ngang ngược như thế, cảnh cáo luyện dược sư một sao là ông ta ngay trước mặt mọi người. Chết tiệt, nếu ta là luyện dược sư hai sao thì làm sao tiểu nha đầu này dám láo sự kiểu này? Ai đang làm ồn ở đây? Lớn tiếng la lối còn ra thể thống gì hả? Vào lúc này có một đoàn người đi tới. Người đi đầu đã lớn tuổi, không giận tự uy, vẻ mặt nghiêm túc, trên áo dược sư được thêu ba ngôi sao trước ngực. Đây là một vị luyện dược sư ba sao quyền cao chức trọng. Bái kiến nhị điện chủ. Nhìn thấy ông lão xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, vội vàng cung kính hành lễ. Người đến là Lãnh Nhai, nhị điện chủ đan dược điện. Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương cũng biến sắc vì sự xuất hiện của ông ấy. Nhị điện chủ Lãnh Nhai bâng quơ nhìn sang, nhíu mày hỏi, Khổ Vân, không phải ngươi đang bận đột phá bình cảnh luyện dược sư một sao à? Không đi luyện dược, tới trước mặt mọi người cãi nhau với mấy chấp sự tiểu bối làm gì? Khổ Vân cười khổ, không biết nên trả lời thế nào. Lâm Nhất lanh lẹ chắp tay đáp, bẩm nhị điện chủ, Khổ Vân đại sư đã luyện chế hỏa vân đan thành công và nắm giữ linh văn hỏa vân, chỉ là phát sinh một số trục trặc, bị vãn bối làm hỏng bút linh văn. Kết quả có người lấy chuyện này làm cớ để giáng vãn bối xuống thành nô dịch thử thuốc. Khổ Vân đại sư không nhìn được nên mới ra mặt giúp vãn bối. Có cả chuyện này sao? Một chấp sự nho nhỏ mà dám làm khó dễ luyện dược sư của đan dược điện ta à? Khoan đã, ngươi vừa nói gì? Khổ Vân nắm giữ linh văn hỏa vân. Nét mặt nhị điện chủ Lãnh Nhai tối sầm lại, sau đó đột nhiên biến sắc. Khổ Vân đại sư hoảng hốt, khi thấy Lâm Nhất ra hiệu cho mình, ông ta mới bất chấp nói. Nhờ sự bồi dưỡng hết mình của đan dược điện, Khổ Vân quả thật đã nắm giữ linh văn hỏa vân. Lãnh Nhai lập tức cười, linh văn hỏa vân này rất khó lường, có đem theo hỏa vân đan không? Khổ Vân đi quá vội vàng nên không mang theo, ta để trong phòng luyện đan của mình, tổng cộng 3 viên. Người đâu, mau đi lấy cho ta. Vẻ phấn khích hiện lên trên khuôn mặt già nua của Lãnh Nhai. Có thể thành công nắm giữ linh văn hỏa vân là có tư cách thăng lên luyện dược sư hay sao? Đừng thấy một sao và hai sao chỉ cách nhau một cấp mà nghĩ bình thường, nhưng địa vị của cả hai lại khác biệt như ngày và đêm. Lợi ích mà nó mang lại cho đan dược điện quả thật không thể đếm xuể, vậy nên ông ta mới vui mừng. Không lâu sau đã có người mang 3 viên hỏa vân đan đến. Lãnh Nhai cầm lấy đan dược, vừa thấy linh văn ở dưới đáy, hai mắt ông ta lập tức tỏa sáng. Khổ Vân đại sư thấp thỏm,
cảm thấy hơi căng thẳng. Lâm Nhất mỉm cười, tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên, hắn rất tự tin về trình độ linh văn của mình. Lãnh Nhai lần lượt kiểm tra ba viên hỏa vân đan, không ngừng gật đầu, cười bảo thú vị. Linh văn của viên hỏa vân đan này được vẽ rất đẹp, mênh mang, mạnh mẽ nhưng không giống phóng khoáng, trong hùng hậu ẩn chứa vẻ linh động, có thể gọi là hoàn mỹ. Các ngươi cũng có thể nhìn xem, lúc trước các ngươi còn cười nhạo Khô Vân làm nổ liền bốn lò luyện đan, bây giờ hãy nhìn cho kỹ, cố gắng học tập. Nổ lò thì tính là gì, nếu các ngươi có can đảm như vậy, có thể vẽ được hỏa vân văn hoàn mỹ như thế này, đừng nói bốn lò, dù là 100 lò ta cũng cho các ngươi làm nổ tùy thích. Sau khi nhận lấy hỏa vân đan, các luyện dược sư phía sau ông ta đều chấn động, tặc lưỡi khen ngợi. Chúc mừng Khô Vân huynh, linh văn hỏa vân này thực sự rất đáng kinh ngạc. Ta cảm thấy mặc cảm không bằng. Trong vòng một tháng làm nổ liên tiếp bốn lò luyện đan khiến cho bùng nổ trình độ, Khô Vân huynh thật kiên trì, chúng ta hổ thẹn. Một đám luyện dược sư trả đan dược lại cho Khô Vân đại sư, chắp tay chúc mừng. Khô Vân, từ giờ trở đi, ngươi sẽ là luyện dược sư hai sao. Sau này ngươi được phép tìm hiểu và học tập linh văn hai sao. Trên mặt Lãnh Nhai tràn đầy ý cười, ông ta tuyên bố Khô Vân thăng thành luyện dược sư hai sao ngay tại chỗ. Lần này mọi người đều vô cùng chấn động. Rất nhiều người nhìn về phía Khô Vân bằng ánh mắt sáng ngời. Luyện dược sư hai sao, lần này ông ta đã được một bước lên mây. Trong đan dược điện, ngoài ba vị điện chủ là luyện dược sư ba sao, cũng chỉ có hơn 10 người có chức vụ quan trọng là luyện dược sư. Vẻ mặt Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương đã trở nên rất đặc sắc. Hồ Tinh Dương chỉ muốn tát mình vài bạt tai, luyện dược sư một sao ông ta đã không thể trêu vào, luyện dược sư hai sao chỉ cần nói một câu là có thể quyết định sinh tử của ông ta. Chương 467, xin lỗi. Khô Vân đại sư tuy nóng tính nhưng lại có thực lực đứng đầu trong số các huyền sư một sao. Phá hủy bút linh văn của ông ta chẳng khác nào tát vào mặt đan dược điện. Nếu nhẹ tay bỏ qua cho hắn, sau này thể diện của đan dược điện còn biết để đâu. Vẻ mặt Lâm Nhất cực kỳ âm u, ả Liễu Nguyệt này thật độc ác, nhất quyết dồn hắn vào đường cùng. Đại sư đến rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, một bóng người vội vã chạy tới. Hồ Tinh Dương nhìn qua, thấy là Khô Vân đại sư thì lập tức cười nịnh nọt, đi tới nói, đại sư, chúng ta biết là do Lâm Nhất làm hỏng bút linh văn của ngài, đang chuẩn bị giam hắn lại làm nô dịch thử thuốc. Ngài yên tâm, đan dược điện nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cút đi. Nào ngờ Khô Vân đại sư không chút khách sáo đẩy Hồ Tinh Dương ra, đi thẳng về phía Lâm Nhất. Nhìn thấy khuôn mặt còn non nớt của Lâm Nhất, nỗi áy náy vô tận dâng lên trong lòng, Khô Vân đại sư quỳ phịch xuống đất, Lâm Nhất, là lỗi của đại sư. Không ai ngờ được Khô Vân đại sư lại quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất. Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương còn đang cười khẩy lập tức trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chuyện này, sao có thể? Lâm Nhất, đại sư có lỗi với ngươi. Khô Vân đại sư quỳ xuống khiến mọi người hết sức kinh ngạc, không chỉ Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương, ngay cả Lâm Nhất cũng giật mình. Một lát sau hắn mới hoàn hồn. Chắc hẳn Khô Vân đã nhìn thấy hỏa vân đan trên bàn, lão đại sư này nóng tính nhưng cũng thẳng tính. Mắng người thì tàn nhẫn như cứa dao vào người người ta, đã sai thì dứt khoát nhận lỗi, không hề ậm ừ. Dù vậy, Lâm Nhất cũng không nhận nổi cái quỷ gối này. Thật ra là vì hắn không biết linh văn hỏa vân có ý nghĩa như thế nào đối với Khô Vân. Đó là tâm nguyện cuối cùng của phụ thân ông ta, là mục tiêu mà ông ta không ngừng nỗ lực, phấn đấu cả đời để hoàn thành. Nhưng mọi thứ lại được hoàn thành một cách dễ dàng trong tay Lâm Nhất. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Nhất đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ta, nhưng ông ta lại trách lầm đối phương. Còn mắng Lâm Nhất xối xả. Ông ta thực sự rất áy náy, cái quỷ gối này có vẻ gây sốc nhưng chứa đựng những cảm xúc mà ông ta đã đè nén hơn 50 năm qua. Mọi cay đắng và đau đớn đều nằm trong đó. Đại sư mau đứng lên đi, Lâm Nhất không nhận nổi. Sau khi hoàn hồn lại, Lâm Nhất nhanh chóng bước tới đỡ Khô Vân đại sư đang run rẩy đứng lên. Sau khi đứng dậy, Khô Vân nhìn về phía Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương, cau mày bảo, Lâm Nhất, ta thề. Ta không tố giác chuyện ngươi làm hỏng bút linh văn của ta với đan dược điện. Cây bút linh văn này vốn do ta làm hỏng, ta không thể tố giác ngược lại ngươi được. Soạt. Ông ta vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, chuyện gì thế này? Hồ Tinh Dương và Liễu Nguyệt nói Khô Vân đại sư muốn bắt Lâm Nhất lại để thẩm vấn, nhưng bây giờ ông ta không chỉ quỳ mà còn nói ra những lời này.
Điều này khác nào cho hai người họ một bạt tai. Hoàng Phủ Tịnh Hiên nở nụ cười kỳ lạ, nhìn Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương lúng ta lúng túng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ha ha ha, hóa ra là hiểu lầm. Đại sư, chúng ta xin cáo từ trước. Thấy tình hình không ổn, Hồ Tinh Dương cười ha hả muốn bắt cho mình bậc thang đi xuống, sau đó vội vàng bỏ đi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đâu dễ dàng như vậy được. Đứng lại cho ta. Lâm Nhất lạnh lùng quát, trầm giọng bảo, mọi chuyện chưa nói rõ ràng, Hồ chấp sự muốn đi đâu. Khô Vân đại sư nghi hoặc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nhất nhìn Liễu Nguyệt, bình tĩnh trả lời, ta có mâu thuẫn với nữ nhân này, nên Hồ chấp sự muốn dùng danh nghĩa của đại sư để giáng ta xuống thành nô dịch thử thuốc, còn bảo ai tới cũng vô dụng. Hoàng Phủ Tịnh Hiên bước tới nói, ta có thể làm chứng, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, vừa rồi Hồ chấp sự đã dùng danh nghĩa của đại sư. Khô Vân đại sư lập tức sầm mặt lại, quát lớn, Hồ Tinh Dương, ngươi không muốn làm chấp sự nữa phải không? Ai cho ngươi quyền hạn lớn như thế, vu oan một cách vô căn cứ cho ta? Chuyện này ta phải nói rõ ràng với mấy vị điện chủ. Hồ Tinh Dương hoảng sợ, địa vị của những chấp sự như ông ta vốn không bằng luyện dược sư. Ông ta còn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này. Một khi chuyện này lọt vào tai các điện chủ, ông ta sẽ khó tránh khỏi bị phạt. Dùng danh nghĩa của luyện dược sư làm sằng làm bậy, có lẽ tất cả luyện dược sư đều sẽ bất mãn về chuyện này, không ai dám cầu xin giúp ông ta. Không bỏ đá xuống giếng coi như đã nể tình ông ta rồi. Đại sư, xin hãy tha thứ cho ta. Phịch! Hồ Tinh Dương hoàn toàn sụp đổ, ông ta quỳ xuống xin tha, ta cũng không còn cách nào khác. Bây giờ ông ta hối hận xanh cả ruột, hoàn toàn không ngờ mối quan hệ giữa Lâm Nhất và Khô Vân đại sư lại thân thiết như vậy. Lâm Nhất cũng không bị đuổi ra ngoài như ông ta nghĩ. Ngươi nói với Lâm Nhất đi. Khô Vân đại sư lạnh mặt, không muốn đoái hoài gì tới ông ta. Lâm Nhất, lần này thật sự chỉ là một hiểu lầm, sau này ngươi đến đan dược điện, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi nữa. Hồ Tinh Dương lập tức nhìn sang Lâm Nhất, gần như sắp bật khóc. Lâm Nhất thầm cười khẩy trong lòng, lão già này còn có mặt mũi nói. Ba ngày trước ông ta làm khó dễ, cười nhạo hắn đủ điều, mọi thứ như vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhưng quả báo tới nhanh như vậy đấy. Bây giờ ông ta quỳ gối trước mặt Lâm Nhất xin tha cũng đã muộn. Chương 468, dạy vẽ linh văn. Cả cơ thể như chìm đắm vào trong trạng thái huyền diệu khó mà diễn tả. So với sự mệt mỏi muốn chết của lần trước, thì lần này rõ ràng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều, khiến người ta không kiềm lòng được mà muốn nhập tâm hơn nữa. Chẳng mấy chốc, hắn đã vẽ xong 3 tấm hoa văn hỏa vân, tất cả đều đã được in thành công. Nghĩ ngợi một chút, trong Tuế Nguyệt Tâm Kinh từng ghi chép, hỏa vân đan kỳ thực còn có thể phối thêm với 2 loại linh văn khác. Một viên hỏa vân đan nếu như đồng thời sở hữu 3 đạo linh văn. Lâm Nhất nghĩ mà thấy hưng phấn hẳn lên, liền trải tờ linh giấy ra rồi bắt đầu chuyên tâm vẽ vời. Vẽ được một nửa thì có tiếng chân vang lên, Lâm Nhất như thể gặp ma, mặt biến sắc, thằng chó con, người động vào bút của ta làm cái gì? Lâm Nhất đang tập trung, hơi phân tâm liền bị loạn tiết tấu. Tử Diên Thánh Hỏa kèm theo sức mạnh Tuế Nguyệt đang ngưng tụ ở đầu bút bỗng nhiên tản ra khiến cả cây bút cháy bùng lên. Bút lệnh văn cực kỳ quý giá bị đốt cháy thành cho bụi trong tay Lâm Nhất. Lâm Nhất quay đầu nhìn về phía Khô Vân đại sư, lại nhìn đám cho tàn trong tay mình, vẻ mặt có chút sượng sùng. Bút linh văn của ta. Khô Vân đại sư xót đến mức hai mắt đỏ cả lên, nhào đến đẩy Lâm Nhất ra. Nhìn thấy cây bút đã bị cháy sạch thành tro, hai hốc mắt ông ta ẩn ẩn nước. Run rẩy nói, đây là cây bút mà phụ thân truyền lại cho ta, ta hứa với ông ấy, nhất định phải dùng cây bút này để trở thành huyền sư cấp 2 sao. Đáng ghét, thằng chó con này, người có biết là không được tùy tiện đụng vào bút của người khác không, người có cho phép người khác lén lút động vào kiếm của ngươi không? Lâm Nhất hơi thất thần, hắn biết bản thân đã phạm vào điều cấm kỵ liền vội vàng xin lỗi, đại sư, thực sự xin lỗi. Cút, thằng chó con, uổng cho ta trước đó còn muốn để ngươi kế thừa y bát của ta. Mới có 3 ngày thôi, cái đuôi chó của ngươi đã vểnh lên tận trời rồi. Sắc mặt Khô Vân đại sư lạnh lùng, tức đến run rẩy chỉ vào Lâm Nhất nói, ngươi mau cút đi cho ta, nếu không phải trước đó ngươi làm việc chăm chỉ thì ta còn muốn giáng ngươi thành nô dịch thử thuốc luôn rồi. Đại sư của đan dược điện quả thực có quyền này. Đầu mày Lâm Nhất khẽ nhíu, cảm xúc trong lòng sa sút, mặc dù hắn có chút khinh thường Khô Vân đại sư. Nhưng trong 3 ngày này,
Khô Vân Đại Sư cũng coi như tân tâm tận sức dạy hắn rất nhiều thứ. Không có những thứ này, đến tận bây giờ có lẽ hắn cũng chưa biết chút gì về luyện thuốc. Nhưng bản thân lại làm hỏng cây bút linh văn của người ta, quả thực là hổ thẹn với đối phương. Hắn hiểu được cảm xúc của Khô Vân Đại Sư, giống như có ai đó làm hỏng táng hoa kiếm của hắn vậy, hắn chắc chắn phải giết chết đối phương mới hả giận. Lâm Nhất ngược lại hy vọng Khô Vân Đại Sư có thể trừng phạt hắn một chút. Cút, mau cút đi cho ta, cuốn xéo cho khuất mắt ta. Khô Vân Đại Sư không có chỗ chút giận, chỉ vào Lâm Nhất chửi. Lâm Nhất ngập ngừng muốn nói lại thôi, hắn muốn nói cho ông ta biết mình đã in dấu thành công mấy viên hỏa vân đan. Nhưng đối phương lại không ngừng mắng hắn cút, cảm xúc có chút mất khống chế, Lâm Nhất sợ cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn sẽ có vấn đề nên đành thôi. Đại sư, xin lỗi. Cúi người vái chào, Lâm Nhất âm thầm rời đi. Đợi sau khi Lâm Nhất đi ra ngoài được một lúc, Khô Vân Đại Sư mời dần dần bình tĩnh lại, chỉ là vẻ mặt mang theo chút thê lương. Trước khi phụ thân của ông ta mất đã truyền lại cây bút này cho ông ta, trước mặt cha mình ông ta đã từng lập lời thề nhất định phải dùng cây bút này trở thành huyền sư cấp 2 sao. Nhưng bây giờ, đều đã trở nên vô nghĩa. Phụ thân, khiến người phải thất vọng rồi, con đường này thực sự quá khó khăn. Nhớ lại trong một tháng nổ lò 4 lần, ông ta đã trở thành trò cười cho Đai Dược Điện, ký ức về mọi chuyện trước đây ùa về. Nước mắt ẩn ẩn trong hốc mắt, Khô Vân Đại Sư cố nhịn để không cho nước mắt rơi xuống. Đây là... Bỗng nhiên, sắc mặt ông ta thay đổi, phát hiện hỏa vân đan trên bàn có chút khác lạ. Cầm lên tay nhìn kỹ lại, bên dưới chính là hoa văn hỏa vân uốn lượn, một tấm, hai tấm, tất cả ba tấm, đều đã thành công in lên trên hỏa vân đan. Nhớ lại lúc trước, cả người Lâm Nhất đều bẩn thỉu nhếch nhác, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng chăm chú. Lảo đảo, mặt Khô Vân Đại Sư biến sắc, cơ thể run lên, hỏa vân đan từ trong tay ông ta lăn xuống đất. Đứa nhỏ này, ta thật là khốn nạn, ta trách nhầm đứa nhỏ này rồi. Nỗi hổ thẹn dâng lên ào ạt, nước mắt của Khô Vân Đại Sư không kiềm được mà chảy dài. Đứa nhỏ này, rõ ràng là một kỳ tài cái thế, hắn rõ ràng nắm chắc rồi mới động đến bút. Không phải do ông ta chen ngang thì bút linh văn sẽ không thể bị hủy. Nhưng ông ta, còn mắng Lâm Nhất thẩm tệ như thế, thậm chí câu thằng chó con cũng chửi mấy lần. Nhưng Lâm Nhất lại không hề phản bác mà để mặc ông ta chửi mắng như tát nước. Một lão già mấy chục tuổi mà còn chẳng bằng một đứa nhỏ. Đưa tay lau mặt xong, Khô Vân Đại Sư giống như mất cả linh hồn, xông thẳng ra ngoài. Không được, ta phải đi tìm hắn. Trong đại sảnh của Đan Dược Điện, Lâm Nhất mới đi ra đã trông thấy người quen, chính là Hoàng Phủ Tịnh Hiên. Thật trùng hợp, Lâm Huynh ba ngày này sống thế nào, giờ đã coi như thoát khỏi khổ ải chưa? Hoàng Phủ Tịnh Hiên khẽ mỉm cười, chọc ghẹo nói. Nét mặt Lâm Nhất âm u, trông hơi thương cảm, hắn cười khổ một tiếng nhưng không muốn nhắc đến nữa. Tránh ra cho bản chấp sự. Bên trong đại sảnh bỗng vang lên những tiếng chân bước dồn dập, sau đó liền thấy Liễu Nguyệt và Hồ Tinh Dương mang theo một đám hộ vệ, dáng vẻ hùng hổ và hung hãn xông đến. Lâm Nhất cùng Hoàng Phủ Tịnh Hiên đều biến sắc. Bắt hắn lại cho ta. Hồ Tinh Dương nở nụ cười vặn vẹo. Chỉ về Lâm Nhất quát. Hoàng Phủ Tịnh Hiên biến sắc, trầm giọng nói, từ từ. Chấp sự Hồ, người có biết hắn ta là ai không? Hồ Tinh Dương bật cười ha hả, ta đương nhiên biết, nhưng đây là Đan Dược Điện, hắn không chỉ hủy đi bút linh văn của Khô Vân Đại Sư mà còn muốn bỏ trốn. Ta nói cho người biết, không có cửa đâu, chưa nói đến Hân Nghiên, cho dù là Lạc Phong trưởng lão đến đây thì cũng không cứu được ngươi đâu. Liễu Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt cao ngạo. Lạnh lùng cười nói, tiểu kiếm nô, người gây ra tội lỗi tài đình, hôm nay đừng hòng thoát được khỏi đây. Ngoan ngoãn ở lại đây làm nô dịch thử thuốc đi. Hoàng Phủ Tịnh Hiên biến sắc, không chỉ hắn ta, tất cả mọi người trong đại điện đều tái mét mặt. Chương 469, phiền phức thật sự. Còn Lâm Nhất nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thập tam gia, cũng không thể tiết lộ bí mật ở đó. Hân Nghiên cười nhẹ, không nói cũng không sao, ta cũng không có ý định đến đó. Ngoài những nơi ta đã nói ở trên, Lăng Tiêu Kiếm Các còn có một đoàn thể khá đặc biệt, đó là Hội Đồng Minh. Hội Đồng Minh? Đúng vậy, đó là tổ chức đồng minh do các đệ tử thành lập. Chẳng hạn như Vương Diễm, hắn là phó minh chủ của Liên Minh Quân Tử. Hội này tập hợp được một nhóm đệ tử ưu tú, có thực lực tổng thể mạnh nhất trong số hơn 10.000 hội đồng minh ở Kiếm Các. Xì, thằng chó này gọi Liên Minh Quân Tử mà không biết ngại à? Làm bẩn hai chữ quân tử, đúng là không biết xấu hổ.
Lý Vô Ưu mắng một câu, hắn ta khá có định kiến về Vương Diễm. Lâm Nhất hỏi, Hân Nhiên sư tỷ chắc cũng có đồng minh nhỉ? Đương nhiên rồi, ta là phó minh chủ của Lạc Già Sơn, minh chủ không quản lý sự vụ nên Lạc Già Sơn hầu hết đều do ta phụ trách. Lần này ta đến để mời các ngươi gia nhập Lạc Già Sơn chúng ta, các ngươi có ý kiến gì không? Tất nhiên Lâm Nhất và Lý Vô Ưu sẽ không có ý kiến. Địa vị của Lạc Già Sơn ở Lăng Tiêu Kiếm Các chắc chắn không thấp, hơn nữa Hân Nhiên sư tỷ đã ra tay giúp hai người họ rất nhiều lần. Đắc tội liên minh quân tử của Vương Diễm, có lẽ họ cũng không còn nơi nào để đi. Về tình về lý đều nên gia nhập Lạc Già Sơn. Hi hi, nào, tỷ tỷ đưa các ngươi đến đó. Hân Nhiên xoay người lại, lấy huy hiệu Lạc Già Sơn ra đeo vào tay hai người. Trên chiếc huy hiệu bằng ngọc được khắc một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi có một thanh kiếm cổ cắm thẳng, đây chính là biểu tượng của Lạc Già Sơn. Phạch phạch. Một lát sau, kiếm điêu hạ cánh, Hân Nhiên dẫn hai người đến nơi dành cho đệ tử mới ở. Nhìn lướt qua toàn là những ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ và lụp xụp. Ngoại trừ linh khí dồi dào, không khí trong lành thì không có điểm tốt nào khác. Nhưng Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đều không kén chọn bừa hai căn phòng để ở. Đây là tiêu vân lệnh của các ngươi. Một tháng trước, sau khi các ngươi đi, cửu tinh tranh bá đã khởi động lại nên thành tích của cả hai bằng không, tiêu vân lệnh tạm thời là linh phẩm thấp nhất. Hai tấm lệnh bài làm bằng sắt đen phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trong tay hai người. Các ngươi phải nhớ, để được nâng cao quyền lợi cá nhân trong tông môn nhất định phải tăng phẩm cấp tiêu vân lệnh, nếu không thì chẳng những không đi được đâu mà quyền lợi cũng ít đến đáng thương. Ví dụ như tứ đại bảo địa, ngoại trừ đài vạn kiếm thì lầu vân kiếm, núi mai kiếm và gác hồn kiếm đều yêu cầu tiêu vân lệnh ít nhất là tam phẩm. Hân Nhiên tạm dừng rồi nói tiếp, cả huyền võ điện, các ngươi chỉ có thể chọn mấy công pháp thừa thãi thấp kém ở tầng 1. Lý Vô Ưu vội vã hỏi, vậy phải làm sao để tăng phẩm cấp? Chỉ có một cách là đến điểm công đức để quy đổi công đức. Hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cũng được thưởng công đức, sử dụng linh ngọc cũng có thể quy đổi công đức. Vào Lăng Tiêu Kiếm Các mới chỉ là bước đầu tiên, các ngươi vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Hân Nhiên mỉm cười nói, cho hai người một ánh mắt cổ vũ. Linh ngọc là một loại bảo thạch được luyện hóa từ tạp chất trong linh thạch sau đó chế tạo bằng sức mạnh tinh thần, có phẩm cấp khác nhau. Nó được coi là đơn vị tiền tệ thông dụng giữa các võ giả không chỉ ở Đại Tần Đế Quốc mà trên toàn Nam Hoa cổ vực. Lâm Nhất và Lý Vô Ưu nghèo rất mùng tơi, tạm thời không thể đi theo con đường quy đổi công đức dựa vào linh ngọc được. Không phải không có cách khác, trong Lăng Tiêu Kiếm Các còn có ba bảng thiên, địa, nhân, các ngươi cũng có thể thu thập công đức bằng cách tranh hạng. Ta sẽ không nói cụ thể, các ngươi tự tìm hiểu đi. Nói xong, Hân Nhiên không ở lại, lên lưng kiếm điêu đi ngay. Lý Vô Ưu lưu luyến nhìn theo, hồi lâu sau mới rời mắt. Đại ca, huynh định đi đâu? Sau một lát nghỉ ngơi, Lý Vô Ưu hào hứng hỏi. Hai người rời khỏi Thảo Mộc Đường, nhận được tiêu vân lệnh thì coi như đã chính thức trở thành đệ tử kiếm các, muộn hơn một tháng so với những người khác. Lâm Nhất trả lời, đan dược điện và đài vạn kiếm, ta vẫn chưa quyết định nên đi đâu trước, hai chỗ này đều phải tới một chuyến. Lý Vô Ưu tiếp lời, vậy ta sẽ đến công đức điện trước để hỏi thăm cách tăng phẩm cấp tiêu vân lệnh. Trong số những người mới có ai hơn hai chúng ta đâu. Thế mà chúng ta chỉ mới linh phẩm, mất mặt quá. Bàn bạc một hồi, hai người chia nhau ra đi. Lý Vô Ưu tới công đức điện để tìm hiểu cách tăng phẩm cấp tiêu vân lệnh, Lâm Nhất thì đến đan dược điện và đài vạn kiếm. Trước khi đi, Lâm Nhất dặn Lý Vô Ưu lúc về nhớ dẫn huyết long mã theo. Kiếm điêu chở hai người đi nhanh quá nên không thể đưa huyết long mã theo cùng. Bốn tên hộ vệ Thảo Mộc Đường đã bị Hân Nhiên sư tỷ làm cho sợ hãi, một ả Liễu Nguyệt không làm gì được huyết long mã. Thật ra bản thân Lâm Nhất cũng không lo lắng cho sự an toàn của huyết long mã, chủ yếu vì con ngựa ngốc này ở gần Lý Vô Ưu lâu quá, nó không chỉ ngốc mà còn thích đi lung tung, hắn sợ nó sẽ gây ra phiền phức gì đó. Hi hi, yên tâm đi, không cần huynh nói ta cũng biết mà. Lý Vô Ưu vỗ ngực tỏ ý không cần lo lắng, cứ giao chuyện huyết long mã cho hắn ta. Tiểu tử này, sao ta cứ cảm thấy không yên tâm nhỉ? Lâm Nhất cười khổ, lắc đầu đi xuống chân núi. Trong Lăng Tiêu Kiếm Các, khắp nơi đều có phong cảnh, đâu đâu cũng có thể thấy đệ tử tu hành, còn có rất nhiều trưởng lão đang giảng bài, học trò bốn phương ngồi dưới đất chăm chú lắng nghe. Bầu không khí trong tông môn rất hài hòa. Chiếc áo tù trên người Lâm Nhất đã sớm đổi thành trang phục của Lăng Tiêu Kiếm Các, trên đường đi có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào hắn.
thỉnh thoảng có thể nghe thấy những câu như chính hắn đã giết Vương Ninh trong cửu tinh tranh bá. Có vẻ như phong ba một tháng trước có ảnh hưởng rất lớn, khiến Lâm Nhất vừa vào kiếm các đã trở thành người nổi tiếng. Chương 470, Thế giới của vạn kiếm đồ. Quyền hạn tương ứng cũng tăng theo từng cấp bậc, coi như là cách khuyến khích các đệ tử cạnh tranh với nhau. Ngươi có nhớ Hân Tuyệt không? Hoàng Phủ Tĩnh Hiên hỏi, chính là thanh niên đã cứu ngươi khỏi tay Vương Diễm ngày hôm đó, ngay cả Vương Diễm cũng phải kiêng dè ấy. Lâm Nhất gật đầu, đương nhiên nhớ, hình như hắn là đại ca của Hân Nghiên. Đúng vậy, hắn cũng là một trong số 10 người thuộc bảng thiên, xếp hạng thứ 6, trong mắt Hoàng Phủ Tĩnh Hiên lộ ra vẻ khâm phục và tràn đầy cung kính. Thảo nào Hân Nghiên dám chống đối Vương Diễm, thì ra đại ca cô ta là người trong bảng thiên. Với thực lực của ngươi hiện tại, chỉ có thể đứng hạng 200 người đầu bảng nhân thôi sao? Lâm Nhất nhìn Hoàng Phủ Tĩnh Hiên, tò mò hỏi. Thực lực hiện tại của đối phương rất khác so với lúc tham gia cửu tinh tranh bá. Kiếm ý hoàn chỉnh chỉ còn cách một bước, tu vi cảnh giới huyền võ tầng thứ 2. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên gật đầu, ngoại tông có hơn 10.000 người, mỗi năm đều loại 1.000 người đứng cuối, những người có thể trụ lại sau mỗi vòng loại đều không phải hạng xoàng. Ta có thể lọt vào hạng 200 người đứng đầu đã hơi miễn cưỡng, có thể sẽ bị người khác đẩy xuống. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến dưới chân đài vạn kiếm. Đài cao vạn trượng, dựng thẳng từ mặt đất lên như một thanh kiếm sắc bén chọc trời, đâm thủng tầng mây. Tất cả mọi người dưới đài đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, kiếm đài cao chót vót khiến người ta như có ý muốn quỳ lạy. Kiếm ý lởn vởn trên những đám mây, hòa mình với đất trời. Trên đỉnh đầu dường như không phải vùng trời mà là một thanh kiếm, một thanh bảo kiếm có tên là Trời Cao Vô Thượng. Cắt ngang bầu trời, xuyên thủng tầng mây. Ở bên dưới, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu kiếm các sau khi tới đây đều tỏ ra kính nể và trang nghiêm. Ngay cả giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ vì sợ có hành vi bất kính. Thành kính, trang nghiêm, thiêng liêng, sùng kính. Lâm huynh đệ, những gì ta đã nói trước đó không giả đúng không? Thấy Lâm Nhất ngơ ngác nhìn lên bầu trời, Hoàng Phủ Tĩnh Hiên cười khẽ. Quả thật không giả, tứ đại bảo địa, danh bất hư truyền. Kiếm ý ở đây dồi dào như thế, dù những người kiêu ngạo đến đây cũng phải tỏ lòng tôn kính. Lâm Nhất hoàn hồn lại, lên tiếng cảm thán. Đi lên trên xem thử. Đi thôi. 10.000 bậc thang, hai người càng lên cao càng cảm thấy áp lực, kiếm ý trong cơ thể mất khống chế phóng ra ngoài. Lâm Nhất nghĩ thầm. Nơi này nhìn như không lắp cửa, Tiêu Vân lệnh linh phẩm cũng có thể đến. Nhưng trên thực tế, nếu không có cảm ngộ kiếm đạo nhất định, dù tu vi có cao đến đâu cũng không thể thật sự lên tới đỉnh. Trên đường đi lên, Lâm Nhất nhìn thấy rất nhiều đệ tử mới nhập môn chán nản ngã quỵ xuống đất, không còn sức leo lên đỉnh. Lâm Nhất nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh, Hoàng Phủ Tĩnh Hiên đã đến nhiều lần, tất nhiên hai người lên tới đỉnh một cách rất suôn sẻ. Khi bước lên đỉnh, một bức tranh rộng lớn vô biên hiện ra trước mắt Lâm Nhất. Bức tranh ấy trải rộng, mênh mông và xa xăm, nhìn thoáng qua không thể thấy bờ. Bề mặt bức tranh sáng bóng như gương, vô vàn vết kiếm được vẩy từ mực nước trông như một hồ nước trên bầu trời. Trên mặt hồ có người đi lại, gợn sóng lăn tăn. Keng keng keng, kiếm ngân vang như tiếng chuông sớm biến thành tiếng kiếm tuyệt vời nhất thế gian, tấu lên những giai điệu du dương trầm bổng, vang vọng trong thế giới này. Nhiều người đang ngồi khoanh chân với vẻ mặt nghiêm trang. Lâm Nhất chỉ vào những người này, họ đang làm gì vậy? Hoàng Phủ Tĩnh Hiên cười bí ẩn, Lâm huynh đệ, người nghĩ bức tranh trước mặt là vạn kiếm đồ đúng không? Đương nhiên, nếu không phải, vạn kiếm đồ còn có thể ở nơi khác hay sao? Hoàng Phủ Tĩnh Hiên bảo, vậy ngươi sai rồi, mắt thường không thể nhìn thấy vạn kiếm đồ thật sự. Phải cần trái tim của kiếm giả mới có thể nhìn thấy. Lâm Nhất hơi khó hiểu, Hoàng Phủ, người đừng làm trò bí hiểm nữa, nói thẳng cho ta biết là có chuyện gì đi. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên mỉm cười, vậy ta sẽ nói đơn giản hơn, vạn kiếm đồ tự xây dựng nên thế giới riêng cho mình, một thế giới mà chỉ kiếm ý mới có thể tiến vào. Thế giới này có 9 tầng, kiếm ý càng mạnh thì số tầng vượt qua được càng nhiều. Sau khi vào trong, kiếm ý sẽ hóa thành thân thể, vậy là có thể tu luyện. Sự huyền diệu của nó khó có thể nói hết. Người tự trải nghiệm sẽ biết ngay. Ừ, nhẹ nhàng thôi, đừng làm phiền những người này, thân thể kiếm ý của họ đang tu luyện trong vạn kiếm đồ. Nếu họ bị kinh động, nhẹ thì bị thương, nặng sẽ bị kiếm ý phản phệ. Một lát sau, hai người chọn một nơi ít người rồi khoanh chân ngồi xuống. Trong cơn mông lung,
Lâm Nhất cảm nhận được kiếm ý của mình đang không ngừng hòa quyện với kiếm ý dồi dào của thế giới này. Đến khi hoàn toàn hòa lẫn vào nhau, trước mắt Lâm Nhất đột nhiên sáng bừng, hắn cảm nhận được mình đang ở trong một thế giới kỳ diệu, nơi mà hư ảo và hiện thực hòa vào nhau. Sương mù mịt mờ, núi sông như tranh vẽ, thần hành ẩn hiện, tất cả mọi thứ đều được ngưng tụ từ kiếm ý. Thế giới này là thế giới trong vạn kiếm đồ, tất cả đều được tạo thành từ kiếm ý. Lâm Nhất nhìn sang Hoàng Phủ Tịnh Hiên ở bên cạnh thì thấy bóng dáng hắn ta mờ mịt, có vẻ hư ảo. Ở nơi khác, nhiều người đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đây là tầng thứ nhất của vạn kiếm đồ, phải nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh mới có thể ngưng tụ thành thực thể. Tu luyện ở đây có thể hấp thu trực tiếp kiếm ý trờn vờn giữa đất trời, tăng cường kiếm ý bản thân. Và tu vi bên ngoài cũng không có tác dụng khi ở đây. Kiếm ý càng mạnh, thực lực có thể phát huy ở đây sẽ càng mạnh. Nghe Hoàng Phủ Tịnh Hiên giải thích xong, Lâm Nhất mới hiểu, thảo nào cảm ngộ kiếm đạo của hắn ta lại tăng mạnh như vậy. Chương 471 nhưng mà ta và hắn có chút khác biệt. Lâm Nhất thử cảm nhận một hồi, đây mới chỉ là trùng thiên đầu tiên, nếu như là nhị trùng thiên, tam trùng thiên thì kiếm ý phải mạnh đến mức nào. Hoàng Phủ Tịnh Hiên trầm ngâm nói, một điểm cuối cùng, đừng cưỡng ép đột phá nhị trùng thiên, một khi thất bại, kiếm ý sẽ sụp đổ. Trong hiện thực, kiếm ý cũng sẽ sụp đổ giống như vậy, ở nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu áp lực đến từ vạn kiếm đồ, nếu như không thể chống đỡ được thì đừng cố kiên trì, mau thoát ra khỏi đó. Ta hiểu. Vậy được, ta đi sang chỗ khác trước đã, ngươi cứ làm quen một lượt ở đây đi, trong vạn kiếm đồ này cũng không hề thuận buồm xuôi gió đâu, còn ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy nữa. Hoàng Phủ Tịnh Hiên khẽ cười sau đó rời đi. Lâm Nhất gật gật đầu, bắt đầu đánh giá nơi này. Cơ thể bây giờ của hắn có nguồn gốc từ kiếm ý hoàn chỉnh, do đó tăng cường sức mạnh của nhục thân thì sức mạnh kiếm ý của hắn cũng sẽ được tăng lên. Thú vị, nơi này thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trên nét mặt của Lâm Nhất khó nén được sự rung động, chẳng cần làm gì mà hắn đã có thể cảm nhận được kiếm ý của mình đang mạnh dần lên. Hắn lập tức nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống. Điên cuồng hấp thu kiếm ý đang bay rải rác tứ phía trong không khí, không ngừng tăng cường cơ thể chứa đựng kiếm ý. Nhưng chẳng bao lâu sau hắn liền cảm nhận được một luồng sức mạnh bài xích. Xem ra Hoàng Phủ Tịnh Hiên nói không sai, ở đây tu hành bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ phải chịu áp lực của vạn kiếm đồ. Nhưng mà ta và hắn có chút khác biệt. Hắn còn chưa nắm bắt được kiếm ý hoàn chỉnh, bị bài xích thì có lẽ cũng không quá nhiều. Dựa vào sự lĩnh ngộ kiếm ý của ta thì có lẽ sẽ thích hợp ở trong nhị trùng thiên hơn, nhưng nếu mạo muội xông vào thì cũng không phải là việc hay ho. Tạm thời ở lại nhất trùng thiên làm quen trước đã. Cùng lúc đó, bên dưới đài vạn kiếm bỗng xuất hiện một đám khách không mời. Đám người này đầy vẻ phong trần mệt mỏi, người nào người nấy tu vi cao cường, khí tức tràn đầy. Khắp người từ trên xuống dưới tản mát ra luồng sát khí nhàn nhạt. Vừa nhìn đã biết là thuộc kiểu người trường kỳ sống trong cảnh chém giết, đôi tay họ không biết đã lấy mạng bao nhiêu con người. So với đám đệ tử chỉ biết khổ tu trong tông môn mà nói, về khí chất có sự khác biệt cực lớn. Chẳng bao lâu sau, đám người này bèn leo lên đến đỉnh đài vạn kiếm. Ánh mắt quét ngang qua vạn kiếm đồ minh mông bát ngát như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Ở đằng kia, một người trong đó chỉ vào hướng mà Lâm Nhất đang ở. Đột nhiên mở miệng nói. Người thanh niên mặc áo lam đi đầu cười lạnh lùng, đi qua đó. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một đám người gần như đâm đầu chạy lung tung rồi lao đến bao vây xung quanh Lâm Nhất. Thanh niên mặc áo lam đưa mắt ra hiệu, những người khác nở nụ cười vặn vẹo, cưỡng chế ép những đệ tử đang tu luyện trong vạn kiếm đồ tỉnh dậy. Chương 472 là muốn ta phải động thủ à? Dậy đi. Mau dậy, tránh sang một bên. Phụt. Đệ tử kiếm các bị cưỡng ép dựng dậy, sắc mặt đầy vẻ đau khổ, thần sắc trong đôi mắt đều cực kỳ bất thiện. Trong kiếm các, cưỡng chế làm phiền người đang tu luyện là điều cấm kỵ. Một khi có gì sơ sót xảy ra thì hậu quả cực kỳ khó lường. Người bị gọi tỉnh đang định nổi đoá nhưng nhìn thấy huy hiệu đồng minh đeo phía trước ngực của đám người mới đến. Còn có gã thanh niên áo lam đứng bên cạnh nở nụ cười lạnh lùng thì mặt liền biến sắc, không ai dám nói thêm câu nào. Lục tục đứng lên tránh sang một bên. Rất nhanh, một khoảng lớn sân đã trống trơn, chỉ còn lại Lâm Nhất và Hoàng Phủ Tịnh Hiên. Diệp sư huynh, người nọ là Hoàng Phủ Tịnh Hiên,
bây giờ là người của Liên minh Cô Tinh. Gã thanh niên áo lam mỉm cười nói, người mới của Liên minh Cô Tinh thì có gì đáng sợ, gọi hắn dậy, bảo hắn cút được bao xa thì cút xa bấy nhiêu. Muốn chết không? Hoàng Phủ Tịnh Hiên bị cưỡng chế tỉnh dậy, cả người lập tức phát ra luồng sát ý nhàn nhạt, thần sắc lạnh băng. Nhưng quét mắt qua mới phát hiện xung quanh đều là những ánh mắt không có ý tốt. Phía trước ngực đều đeo huy hiệu đồng minh. Mặt Hoàng Phủ Tịnh Hiên biến sắc, liên minh quân tử. Các người là người của Vương Diễm. Gã thanh niên áo lam cười lạnh, cút, cút được bao xa thì cút mau đi. Việc này ngươi đừng có nhúng mũi vào, nếu không, liên minh Cô Tinh cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Hoàng Phủ Tịnh Hiên trong lòng không khỏi giận mình, đám người này là nhằm vào Lâm Nhất mà đến. Tâm trạng Hoàng Phủ Tịnh Hiên không ổn định, hắn đại khái đoán được đám người này đến đây để làm gì. Muốn nghiền nát kiếm ý của Lâm Nhất ở bên trong vạn kiếm đồ, từ đó gây tổn hại đến thực lực của Lâm Nhất. Lâm Nhất cùng lắm cũng chỉ có thực lực tầng thứ nhất cảnh giới huyền võ, vì sao lại mạnh như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là nắm được kiếm ý hoàn chỉnh. Nhưng một khi kiếm ý bị hủy thì nguy to. Là muốn ta phải động thủ à? Gã thanh niên áo lam nhìn về phía Hoàng Phủ Tịnh Hiên bật cười lạnh lùng bước qua. Sắc mặt Hoàng Phủ Tịnh Hiên đầy vẻ bức bối, hắn biết người này, Diệp Lưu Vân của liên minh quân tử. Tu vi tầng thứ ba cảnh giới huyền võ, vào Lăng Tiêu kiếm các được 2 năm, thường xuyên đi lịch luyện bên ngoài, thực lực mạnh đến đáng sợ. Chương 473 người của liên minh quân tử. Hoàng Phủ Tịnh Hiên lạnh mặt, nghiến chặt răng phun ra một câu sau đó xoay người bỏ đi. Bảy cái bộ mặt thối, còn tưởng mình là nhân tài của Hoàng Phủ thế gia à, Lăng Tiêu kiếm các không thiếu nhất chính là loại nhân tài này. Diệp Lưu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn sang bốn phía trầm giọng nói, chúng ta bình thường hầu như không phải lo đến tài nguyên, nhận được không ít lợi lộc từ chỗ Vương Sư Huynh, bây giờ cần làm gì, các người hiểu cả chứ? Hiểu. Mấy người vây xung quanh Lâm Nhất, khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại. Hoàng Phủ Tịnh Hiên mới đi được một đoạn khá xa đột nhiên xoay người lại, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng đi vào trong vạn kiếm đồ. Mở mắt, liền nhìn thấy Lâm Nhất vẫn còn đang nhắm mắt hấp thu kiếm ý. Hầu như không biết bản thân mình đang trong tình cảnh nguy hiểm. Không nghĩ được nhiều nữa, hắn chạy như điên về phía mà Lâm Nhất đang ngồi. Lâm Nhất cảm ứng được có người đang đến gần. Mở hai mắt ra nhìn thấy cái bóng mờ ảo của Hoàng Phủ Tịnh Hiên đang chạy vội chạy vàng đến. Không đợi hắn mở miệng nói gì, Hoàng Phủ Tịnh Hiên đã kéo lấy Lâm Nhất trầm giọng nói, mau đi đi, liên minh quân tử có hơn 10 cao thủ trong danh sách 100 người đứng đầu đến đây, trong hiện thực bọn họ đã bao vây ngươi rồi. Giờ bọn họ đều đang ở nhị trùng thiên, nhưng rất nhanh thôi sẽ giết đến đây. Lâm Nhất không khỏi biến sắc, không ngờ được mình rời khỏi Thảo Mộc Đường mới chỉ 3 ngày mà thôi. Vương Diễm đã ra tay với mình nhanh như vậy rồi. Làm thế nào để rời khỏi thế giới này? Hai cách, một là tán đi kiếm ý của bản thân, để kiếm ý từ từ dung hòa vào với vạn kiếm đồ là được. Ngoài ra còn một lối ra khác, mỗi một trùng thiên đều có rất nhiều kẽ hở không gian để rời khỏi thế giới này, chui qua khe hở là có thể đi ra. Trước mắt, cách thứ nhất rõ ràng không thông được, nó mất quá nhiều thời gian. Khéo còn chưa kịp tản hết kiếm ý thì đám người Diệp Lưu Vân đã giết đến nơi rồi, chỉ có thể thông qua lối ra để rời đi. Hai người còn chưa đi được bao xa, trong thiên khung đột nhiên vang lên tiếng sấm cực lớn, sau đó liền nhìn thấy từng tia chớp xé ngang bầu trời. Hơn 10 thân hình chứa đựng kiếm ý tản mát ra luồng ánh sáng nhàn nhạt đột ngột xuất hiện trong không gian, xung quanh người là kiếm ý cực kỳ đậm đặc. Là người của nhị trùng thiên. Người của nhị trùng thiên không có việc gì chạy đến đây làm cái gì, nơi này cực kỳ bài xích bọn họ. Người của liên minh quân tử. Nhìn tia chớp đột ngột xuất hiện trên bầu trời, rất nhiều đệ tử đang tu luyện ở nhất trùng thiên đều khẽ biến sắc. Muốn chạy. Hơn chục người lạnh lùng hừ mấy tiếng, nhanh như chớp đuổi theo, đi kèm đó là những tia sét lấp loáng và khí thế mạnh mẽ hạ xuống. Dầm. Hai chục chiếc bóng giống như một bức tường kiếm vô hình chặn ngay trước mặt Lâm Nhất và Hoàng Phủ Tịnh Hiên. Cũng chặn đứng con đường tiến về phía lối ra của hai người. Chương 474 đuổi theo. Lâm Nhất quét tầm mắt qua, cơ thể chứa đựng kiếm ý của 20 người này cực kỳ cô đọng. So với thế giới bên ngoài thì càng sắc bén hơn, giống như thể một bức tượng điêu khắc cổ xưa, mang đến cảm giác vô cùng chân thực.
Hoàng Phủ Tịnh Hiên, lá gan nhà ngươi to đấy. Thả ngươi đi lại không đi, còn dám quay lại. Thôi vậy, hôm nay giải quyết luôn cả ngươi đi. Hơn 10 người nhìn về phía Hoàng Phủ Tịnh Hiên, vẻ mặt bất thiện, lời vừa dứt liền đồng loạt phất tay một cái, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm. Sát chiêu mạnh mẽ mà không hề do dự được 20 người thi triển dứt khoát. Trong vạn kiếm đồ không dùng tu vi để phân cao thấp mà chỉ xét đến kiếm ý. Kiếm ý càng lớn mạnh thì sức mạnh có thể phát huy được càng nhiều, ngoài chuyện này ra thì không có gì khác với thế giới bên ngoài. Hơn 10 người này đều đã được Vương Diễm lựa chọn cẩn thận, bọn họ đều là những cao thủ có kiếm ý hoàn chỉnh. Lúc này vừa ra tay đã thể hiện được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sát chiêu cuồng bạo, kiếm ý dày đặc, khí thế ảo ạt cuốn tới. Ở trong vạn kiếm đồ này, sát chiêu kiếm ý thuần túy mang sức mạnh khủng bố hơn rất nhiều so với hiện thực. Dầm. Một cú đánh chính diện, Hoàng Phủ Tĩnh Hiên bị va chạm ói máu bay thẳng ra ngoài, thực lực của hắn kém quá xa so với 12 người này. Đối phương lại còn liên thủ với nhau, hắn hoàn toàn bó tay chịu trói. Mặc kệ ta, mau đi đi. Nhìn thấy Lâm Nhất đánh với 12 người vẫn có khả năng trả đòn, đáy mắt Hoàng Phủ Tĩnh Hiên khẽ thoáng qua vẻ bất ngờ liền hét lớn. Đáng ghét. Sắc mặt Lâm Nhất âm u, trong tiếng gió thét gào, liên tiếp đánh ra mấy quyền. Rồng ngâm hổ gầm, quyền kiếm hợp nhất, bóng quyền đánh nát vụn bóng kiếm đang tấn công về phía hắn. Giết. 12 nhân tài hàng đầu của Liên minh quân tử đều cảm thấy có chút bất ngờ, Lâm Nhất mới vào kiếm các mà lại có thực lực như vậy. Lạnh lùng quát một tiếng, bọn chúng đồng thời xông lên bao vây lấy Lâm Nhất. Lâm Nhất liếc mắt nhìn sang Hoàng Phủ Tịnh Hiên bị đánh ngã trên mặt đất, nghiến chặt răng, xoay người bỏ chạy. Hơn 10 người trước mắt đều là cao thủ, hắn không thể bị cầm chân, nếu cứ lãng phí sức lực như vậy thì chắc chắn sẽ thất bại. Đuổi theo. Một hàng 12 người của Liên minh quân tử lạnh lùng đuổi theo sau. Không ngờ được trong tình huống sắp đặt kín kẽ như vậy mà Lâm Nhất vẫn có khả năng trốn thoát được ngay trước mũi bọn họ. Đều tại Hoàng Phủ Tịnh Hiên, nếu như không có gã này thì Lâm Nhất làm sao mà biết trước được tin tức. Nhưng trước mắt không để ý được nhiều nữa, chỉ đành phải đuổi theo Lâm Nhất đã rồi nói sau, nếu thực sự để hắn chạy thoát thì phen này sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Chương 475 người này là ai thế, sao mà chưa từng gặp qua? Trước khi đi, Vương Sư Huynh đã trịnh trọng dặn dò, nhất định phải phá hủy kiếm ý của Lâm Nhất. Đáng chết, tốc độ của đám người này nhanh quá. 12 người phía sau đeo bám theo sát nút, lại còn thỉnh thoảng bất ngờ chém mấy bóng kiếm về phía hắn. Ở trong nhất trùng thiên của vạn kiếm đồ này, Lâm Nhất bị đuổi cho chạy đến là chật vật. Cũng trách hắn mới lần đầu đi vào nơi này, không hiểu được quy tắc trong vạn kiếm đồ. Đám người phía đằng sau, người nào người nấy đều là những đệ tử có thâm niên tu luyện ở trong nhị trùng thiên, các loại thủ đoạn được lôi ra áp dụng liên tục. Xông lên giết. Mắt thấy đã sắp bị đám người phía sau đuổi kịp, trong lòng Lâm Nhất gào thét. Đầu mũi chân điểm mạnh lên mặt đất giống như một thanh kiếm sắc bén vô song mang theo kiếm ý bén nhọn xông thẳng lên trời, ra đòn công phá về phía nhị trùng thiên. Hắn vốn không thuộc về nơi này, chỉ là mới bước chân tới đây nên không muốn tùy tiện quá mà thôi. Nhưng đám người liên minh quân tử này cứ nhất quyết không tha, chỉ đành phải công phá lên nhị trùng thiên rồi nói sau. Gã này muốn làm gì? Vừa mới đến vạn kiếm đồ đã muốn công phá nhị trùng thiên à? Điên rồi. Hơn 10 nhân tài hàng đầu của liên minh quân tử đều khựng lại, sắc mặt có chút quái dị. Lâm Nhất mới vừa nắm bắt được kiếm ý hoàn chỉnh đã muốn công phá nhị trùng thiên, việc này nhỡ thất bại thì kiếm ý sẽ sụp đổ. Nhưng sự việc khiến bọn họ giật mình kinh hãi hơn thế đã xảy ra, lá chắn của nhất trùng thiên bị Lâm Nhất đang điên cuồng xông đến chọc thủng từng lớp một. Khí thế này như một cơn cuồng phong thịnh nộ xông thẳng lên trời. Kiếm ý mạnh mẽ quá. Đây là có người đang công phá nhị trùng thiên. Người này là ai thế, sao mà chưa từng gặp qua? Là Lâm Nhất, một tháng trước trong cửu tinh tranh bá đã dùng kiếm chém đầu Vương Ninh. Thằng nhóc này thực là lợi hại, 12 nhân tài hàng đầu của liên minh quân tử cũng chẳng làm được gì hắn. Lâm Nhất như một cơn lốc xoáy mang theo các loại hiện tượng lạ chọc thủng từng tầng lá chắn của nhất trùng thiên. Khiến cho rất nhiều người chứng kiến phải mắt tròn mắt dẹt. Ngạc nhiên không thôi. Chương 476 ngông cuồng. Lâm Nhất khép hai mắt,
cảm nhận bản chất của thế giới này, như thể đang dần dần lĩnh ngộ. Thế giới này quả là huyền diệu. Nhìn thì như mộng ảo, nhưng trên thực tế lại không có quá nhiều khác biệt so với thế giới hiện thực. Tất cả võ kỹ, kiếm thuật, thân pháp đều có thể bắt nguồn từ kiếm ý. Chỉ cần kiếm ý của ta đủ mạnh thì sẽ có thể nghiền nát bất cứ ai, sẽ có khả năng vô hạn. Kiếm ý mới là nền tảng của thế giới này. Đợi đến khi hắn mở hai mắt ra, bầu trời của nhất trùng thiên đã như ẩn như hiện trước mắt hắn. Kia là nhị trùng thiên của vạn kiếm đồ được bao phủ bởi loại kiếm ý mạnh mẽ hơn. Chỉ còn cách một bước chân nữa là hắn có thể xông vào nhị trùng thiên. Ngưỡng cửa để bước vào nhị trùng thiên dường như không hề cao như tưởng tượng, ít nhất đối với Lâm Nhất mà nói, nó khá dễ dàng để phá vỡ. Khi hắn còn ở trong rừng táng kiếm, lúc cận kề ranh giới của cái chết liền lĩnh ngộ ra được kiếm ý hoàn chỉnh. So với những đệ tử tu luyện ở trong nhị trùng thiên này thì mạnh hơn rất nhiều. Kiếm ý của hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chính hắn. Trên mặt đất, Hoàng Phủ Thịnh Hiên lại có chút tuyệt vọng, hơn 10 nhân tài hàng đầu của Liên Minh Quân Tử không đuổi kịp Lâm Nhất, trong cơn tức giận liền quay lại, chặn đứng các đường lui của hắn. Hoàng Phủ Thịnh Hiên, lá gan ngươi to lắm, đến việc riêng của Liên Minh Quân Tử chúng ta mà ngươi cũng nhúng tay vào. Giữ thể diện cho ngươi mà ngươi không cần, một kẻ vô dụng mà cũng thích lo chuyện bao đồng. Nếu ngươi đã dám lo chuyện bao đồng thì ắt hẳn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bán bộ kiếm ý bị hủy rồi chứ, đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Hơn 10 người mặt mũi xa sầm, bước từng bước về phía trước, chuẩn bị phế bỏ bán bộ kiếm ý của Hoàng Phủ Tịnh Hiên. Nhưng mấy người nọ vừa mới định ra tay, phía sau đột nhiên có một cơn cuồng phong khủng khiếp nổi lên, một bóng người nhanh như thiểm điện hạ xuống. Hơn 10 nhân tài hàng đầu của Liên Minh Quân Tử giật mình quay người lại. Chỉ thấy Lâm Nhất nửa quỳ trên mặt đất đang từ từ đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh. Trên gương mặt thanh tú khôi ngô không hề có chút cảm xúc dao động nào, đôi mắt đen sâu thẳm mà trong trẻo. Ngươi lại dám quay lại. Mấy người kia đều giật mình, ngay sau đó lại nở nụ cười vặn vẹo, vốn dĩ cứ tưởng con vịt đã nấu chín mà còn bay đi mất rồi, không ngờ nó lại tự bay trở lại. Lâm Nhất khẽ nói, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ ra, ở đây là vạn kiếm đồ. Tu vi của cơ thể không thể mang được vào trong này. Nếu đã như vậy, người nên sợ hãi phải là các ngươi mới đúng, kiếm ý của ta chẳng kém hơn của các ngươi bao nhiêu đâu. Ngông cuồng. Hơn 10 người đồng thời nở nụ cười lạnh lẽo, xoay người lao thẳng về phía Lâm Nhất, bọn họ quyết định sẽ không để cho hắn chạy thoát. Nhưng lần này, Lâm Nhất không hề có ý định bỏ chạy. Chương 477 nằm xuống cho ta. Không phải kiếm ý của tất cả mọi người đều được lĩnh ngộ từ trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, không phải kiếm ý của tất cả mọi người đều giống hắn, đều từng tìm được điểm mũi nhọn đó. Kiếm giả, khi nắm được điểm mũi nhọn, thà chết chứ không chịu khuất phục, dũng cảm tiến về phía trước. Lâm Nhất phất tay, mũi nhọn thuộc về hắn ầm ầm bay ra trong tiếng kêu vù vù của thanh kiếm trên tay hắn. Tựa như gió, tựa như hoa, tựa như tuyết, tựa như trăng. Tựa như tiếng sấm phá vỡ tầng mây. Kiếm ý trầm mạnh hóa thành sấm chớp vang rền, tia chớp này không phải đến từ trong thiên khung, cũng không phải xuất hiện từ trong tầng mây, mà là từ trong tay của hắn đột ngột nổ ra. Kiếm ý của Liên Minh Quân Tử tựa như lớp lá chắn của nhất trùng thiên bị đánh vỡ tan trong tiếng sấm rền. Hơn 10 người bị nổ văng ra ngoài, cơ thể chứa kiếm ý cô đặc như bức tượng điêu khắc giờ đã không thể rõ nét được nữa. Trong mắt bọn họ đều là vẻ hoảng sợ, kiếm tâm thông huyền. Kiếm ý này rõ ràng có thể công phá được tam trùng thiên, đáng chết, sao lại xuất hiện trong tay hắn được? Kiếm ý tam trùng thiên. Sự chấn động từ kiếm ý của Lâm Nhất khiến hơn 10 người của Liên Minh Quân Tử đều ngây ra. Cơ thể chứa kiếm ý lúc mờ lúc ảo do bị tổn thương rất nặng. Mau đi thôi, đây là bên trong vạn kiếm đồ, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Trong ánh mắt của hơn 10 người mang đầy vẻ run sợ, bọn họ ở trong vạn kiếm đồ này đã quá lâu rồi nên biết rõ hơn ai hết, đối mặt với cơ thể chứa kiếm ý mang sức mạnh của tam trùng thiên là việc đáng sợ đến mức nào. Muốn chạy. Lâm Nhất hừ lạnh, năm ngón bàn tay phải mở rộng, bốn phía xung quanh kiếm ý trở nên dày đặc. Dưới sự khống chế của Lâm Nhất, luồng kiếm ý như một dãy núi áp mạnh xuống. Dầm. Hơn 10 người vừa mới nhảy lên đã bị một đòn này áp thẳng lên đầu sau đó đè mạnh xuống khiến bọn họ không có cách nào lại đứng lên được nữa.
nằm xuống cho ta. Lâm Nhất hét lên một tiếng, kiếm ý khắp người không còn sự ràng buộc nào nữa mà ầm ầm bùng nổ. Kiếm ý như núi, ào ạt tới tấp. Cơ thể chứa kiếm ý cô đọng của hơn 10 người liên minh quân tử lại bị công kích thêm một lần nữa, đã trở nên cực kỳ yếu ớt, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không! Khốn kiếp, mau dừng tay lại! Cơ thể chứa kiếm ý của ta! Khí thế lúc trước của hơn 10 người này đã mất tăm, mắt thấy cơ thể chứa kiếm ý của bọn họ sắp sụp đổ dưới áp lực của Lâm Nhất thì không còn cách nào khác. Trong giờ phút sinh tử, lĩnh ngộ được mũi nhọn kiếm ý kia khiến Lâm Nhất trở nên cực kỳ đáng sợ. Đến bản thân hắn cũng có chút bất ngờ. Chương 478 Diệp Sư Huynh, cứu chúng ta với. Bỗng nhiên hắn nhận ra điều gì đó, mặc dù tốc độ lĩnh ngộ kiếm ý trong vạn kiếm đổ rất nhanh, nhưng lại tương tự với võ giả đột phá huyền quan bằng phá huyền đan, giống về cảnh giới nhưng khác về thực lực. Không phá kén thành bướm, không trải qua sinh tử thì không thể thật sự mạnh lên. Tu luyện kiếm ý cũng không có đường tắt. Đi chết hết đi. Trong mắt Lâm Nhất không có một tia thương hại, kiếm ý cuồng bạo hóa thân thành núi, phát động đợt trấn áp cuối cùng. Nhưng lúc này có một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên ở phía chân trời. Trong vô số tia chớp, một người ẩn mình giữa bốn lớp ánh sáng đột nhiên hiện thân. Cao thủ tầng thứ tư. Tất cả mọi người kinh ngạc, cao thủ kiếm ý tầng thứ tư muốn đến được tầng thứ nhất không phải dễ. Cần phải vượt qua ba lớp chắn, nếu vượt qua thì chẳng khác nào thần thánh. Uy áp kiếm ý lớn mạnh đủ khiến người ta quỳ lạy, không ngóc đầu lên được. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là Diệp Lưu Vân đang khoan thai bước đến. Diệp Lưu Vân, hạng 36 bảng nhân. Có thể lọt vào hạng 50 người đứng đầu bảng nhân đều là những người có danh tiếng hiển hách, được rất nhiều người ngoài tông biết đến. Vừa xuất hiện, hắn ta đã thu hút sự chú ý của mọi người và không ngớt lời khen ngợi. Diệp Lưu Vân nở nụ cười nhạt, nhìn bốn phía với vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ cảm thấy tất cả các đệ tử bên dưới đều nhỏ bé như kiến. Chỉ một ngón tay là có thể dễ dàng bóp chết. Đến được tầng thứ nhất không dễ dàng chút nào, mọi chuyện hẳn đã giải quyết sắp xong rồi nhỉ. Diệp Lưu Vân trầm ngâm suy nghĩ, những người hắn ta dẫn tới đều là kiếm ý tầng thứ hai, đối phó với một tên lính mới vào vạn kiếm đồ dư giả, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng cuối cùng vì lý do an toàn, hắn ta vẫn tốn sức vượt qua nhiều lớp chắn, từ tầng thứ tư hạ xuống tầng thứ nhất. Diệp Sư Huynh, cứu chúng ta với. Diệp Lưu Vân đang tìm đám người liên minh quân tử thì nghe thấy vài tiếng kêu cứu nhỏ yếu, bèn xoay người lại nhìn. Nụ cười trên mặt hắn ta lập tức phụt tắt, một hình ảnh hoàn toàn không dám tưởng tượng xuất hiện trong tầm mắt hắn ta. Chương 479 Một lũ vô dụng. Kiếm ý dày đặc biến thành một dãy núi kiên cố rồi hạ xuống. Răng rắc. Âm thanh giòn giã vang lên, thân thể kiếm ý của 12 nhân tài liên minh quân tử lập tức sụp đổ. Phụt. Trong hiện thực, 12 người bao vây Lâm Nhất đồng loạt hộc máu, mặt mũi tái nhợt, che ngực đau đớn kêu rên. Đi. Nhìn Diệp Lưu Vân đang nổi cơn cuồng nộ ở phía sau, Lâm Nhất kéo Hoàng Phủ Tĩnh Hiên chạy về phía khe hở không gian gần nhất. Chẳng mấy chốc hai người đã vào trong. Soạt. Trên đài vạn kiếm, Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt lập lòe ánh sáng và tràn đầy sắc bén. Vừa mở mắt ra thì thấy 12 nhân tài liên minh quân tử bị hắn phá hủy kiếm ý đang nhìn hắn bằng ánh mắt thù hằn, sắc mặt trắng bệch. Ta sẽ giết ngươi. Mấy người cực kỳ giận dữ, chịu đựng cơn đau vì bị phá hủy kiếm ý, điên cuồng xông về phía Lâm Nhất. Cút. Lâm Nhất lạnh lùng đứng lên đá bay từng người một, chỉ nghe thấy tiếng gãy xương sườn vang lên, mấy người xông về phía hắn đều bị đá văng ra ngoài như bao cát. Sau khi nặng nề rơi xuống làm giấy lên những gợn sóng trên đài vạn kiếm bóng loáng như mặt gương. Hắn nhìn lướt qua, những người còn lại sợ run lẩy bẩy, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Một lũ vô dụng. Lâm Nhất khịt mũi, đám người này không biết lượng sức chút nào, kiếm ý đã bị hủy, bị thương nặng mà vẫn dám tập kích hắn. Chết đi. Diệp Lưu Vân đuổi theo từ trong vạn kiếm đồ đột nhiên mở mắt ra. Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Diệp Lưu Vân, hắn ta thậm chí không thèm rút kiếm, giơ tay chỉ vào thanh kiếm, chỉ huy nó đâm thẳng về phía Lâm Nhất. Soạt. Kiếm còn chưa đến, kiếm thế cuồn cuộn sắc bén đã khiến Lâm Nhất cảm thấy đau nhức. Hắn không dám chủ quan,
36 cánh tử diên hoa trong cơ thể hắn đều nở rộ, bất diệt kim cương ấn được thi triển. Hai tay kết ấn tạo thành năng lượng đáng sợ như núi lửa, tỏa ra ánh sáng vàng lóa mắt. Đi! Hai tay Lâm Nhất đẩy về phía trước, kim cương ấn bùng nổ, một sức mạnh bá đạo và cuồng bạo tuôn ra. Rắc rắc! Chương 480 nhưng nếu như dừng lại thì cũng chỉ có chết. Nhưng Diệp Lưu Vân khép hai ngón tay lại làm kiếm rồi đâm thẳng tới, thế mạnh áp đảo, ánh sáng vàng chắn trước mặt hắn ta bị chém rách. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn thi triển quyền kiếm hợp nhất, lao lên đỡ đòn. Bùm! Quyền chỉ chạm nhau, Lâm Nhất cảm nhận được một luồng kiếm quang mạnh mẽ sắc bén đánh tới khiến chân nguyên được ngưng tụ từ quyền kiếm hợp nhất của hắn bị vỡ tan. Phụt! Một vết máu tràn ra từ khóe miệng, Lâm Nhất bị đẩy lùi 10 bước, Diệp Lưu Vân loạng choạng lùi lại một bước. Oanh! Khí thế trên người hắn ta đột nhiên bùng nổ, ba sợi huyền mạch điên cuồng sao động, chân nguyên toàn thân sôi trào, nhất thời mang lại áp lực nặng nề như núi. Huyền võ tầng thứ 3. Lâm Nhất nhíu này, nghĩ thầm người này không dễ đối phó. Cùng là cấp huyền vũ tầng thứ 3, nhiều bính thuận của Thảo Mộc Phong trong mắt người khác còn chẳng xứng để sách xếp. Lâm Nhất cẩn thận, hắn chính là Diệp Lưu Vân đứng thứ 36 trong danh sách những người đứng đầu. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên nhìn Lâm Nhất thế mà lại tiếp được một chiêu của Diệp Lưu Vân thì cực kỳ sợ hãi, vội vàng hét lên. Chẳng trách, hóa ra là đứng thứ 36. Đám đệ tử đang tu luyện ở xung quanh đài vạn kiếm cũng hoảng sợ không kém, tiếp được một chiêu của Diệp Lưu Vân mà chỉ bị đánh lui lại 10 bước. Một chỉ này, ta nhớ kỹ rồi. Lâm Nhất nhìn dấu ngón tay in trên nắm đấm của mình, liếc mắt nhìn đối phương một cái, xoay người rời đi. Hủy đi kiếm ý của 12 người trong liên minh quân tử ta, sao có thể để ngươi nói đi là đi? Diệp Lưu Vân nổi giận, điên cuồng đuổi theo, hắn vốn không muốn cho Lâm Nhất cơ hội để rời đi. Một người đuổi, một người chạy. Hai người một trước một sau rời khỏi đài vạn kiếm, bất kể Lâm Nhất thi triển thân pháp thế nào cũng đều không thể cắt đuôi được đối phương. Thân pháp được tu luyện không cùng một đẳng cấp khiến Lâm Nhất thiệt thòi hơn nhiều. Nhưng nếu như dừng lại thì cũng chỉ có chết. Diệp Lưu Vân có tu vi cao hơn hắn 2 tầng, còn nắm được kiếm ý tứ trùng thiên, võ kỹ công pháp cũng không hề kém, hắn ta mạnh hơn hắn quá nhiều. Lâm Nhất bị truy đuổi đến mức thở hồng hộc, hắn chạy như điên, luồn lách khắp nơi trong lăng tiêu kiếm các rộng lớn. Bộ dáng của Diệp Lưu Vân lại chẳng vội vàng, sắc mặt âm u xa sầm. Kỳ thực với thân pháp của hắn thì đã có thể đuổi kịp Lâm Nhất từ lâu rồi, nhưng hắn lại không làm như vậy. Đuổi kịp thì cũng không thể thực sự làm được gì Lâm Nhất. Tông môn không cấm đánh nhau nhưng nghiêm cấm giết chóc và phế đi tu vi. Hắn ta đuổi kịp Lâm Nhất thì cũng chỉ có thể đập cho Lâm Nhất một trận tơi tả mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.